Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách Bí quyết thành công. Hôm nay, Kim Ngân xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Cường vỡ lại lành, 5 bước chữa lành rạn nứt trong các mối quan hệ. Tác giả John Gottman và Joan Declare, nhà xuất bản Hồng Đức tháng 6 năm 2020. Sách có 462 trang. Bạn có thể mua cuốn sách Cường vỡ lại lành, 5 bước chữa lành rạn nứt trong các mối quan hệ, ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sachtomtac.vn. Link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Khi cảm giác bị bóp nghẹt, cuộc sống không còn trọn vẹn nữa. Nếu bạn có thể thoải mái liên kết với cảm giác bên trong, bạn sẽ có thể điều khiển được cơ thể, cảm xúc và bản thân mình. Cường vỡ lại lành, 5 bước chữa lành trong các mối quan hệ giúp bạn hàn gắn mọi sự rạn nứt trong mối quan hệ của bạn, không chỉ đơn thuần là hôn nhân. Tổn thương là điều khó tránh trong những mối quan hệ quan trọng như đồng nghiệp, gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, tổn thương và mâu thuẫn không có nghĩa là mối quan hệ đang đi đến hồi kết. Nhiều cặp đôi nhận ra rằng vượt qua vấn đề thực sự làm cho tình cảm của họ trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả các mối quan hệ đều đòi hỏi sự nỗ lực, tình yêu và lòng kiên nhẫn mới có thể thu được quả ngọt. Điều này đặc biệt đúng đối với việc hàn gắn một tình cảm đang tan vỡ. Chương 1. Cách gắn kết tình cảm. Christine, 44 tuổi, một nhân viên điều phối quảng cáo, mẹ cô mới bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Christine muốn giúp bà, nhưng bà lại sống cách cô mấy bang, gần với chị gái Alice của cô hơn. Mẹ thế nào rồi? Christine dò hỏi. Mẹ sẽ khá hơn khi bảo hiểm chịu thanh toán tiền viện phí, Alice đáp. Nhưng từ tháng 12 năm ngoái rồi cơ mà, bên bảo hiểm vẫn chưa thanh toán à? Không, không phải lần nằm viện đó, chị đang nói tới lần vừa rồi ấy, lần mẹ bị tai biến ấy. Tai biến nào cơ? Chị không kể với em à? Chị kể gì cơ? Lúc đó cuống quá mà cũng chẳng thấy liên lạc với em bằng tin nhắn thoại hoặc cách khác. Hơn nữa, từ bờ đồng thì em giúp được gì đâu. Nhưng Alice, em dặn chị là nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi cho em ngay cơ mà. Ờ, giờ thì không sao rồi. Bác sĩ đã cho mẹ vài loại thuốc mới nên mẹ cũng khỏe hơn rồi. Mọi chuyện đều ổn rồi nên em không cần phải lo lắng đâu. Nhưng Christine vẫn lo lắng, cô còn cảm thấy tức giận nữa. Cô tự nói với chính mình rằng Alice không cố tình gạt cô ra ngoài. Chị ấy chỉ cố gắng khắc phục thôi. Nhưng sức khỏe của mẹ cô đang đi xuống. Christine với chị gái mình cần tương trợ với nhau hơn nữa. Nếu không, có thể Christine sẽ để lỡ cơ hội duy nhất ở bên mẹ khi bà cần giúp đỡ nhất. Và nếu điều đó xảy ra, cô và Alice sẽ không ngừng quở trách nhau suốt đời. Giờ hãy gặp Phil và Tina, cặp đôi hơn 30 tuổi mà có vẻ như đã có mọi thứ trong tay. Công việc ổn định, đứa con xinh xắn, nhiều bạn bè, vợ yêu nhau. Nhưng vấn đề là 6 tháng nay họ chưa gần gũi nhau. Ngồi bên nhau trên chiếc sofa nhỏ trong văn phòng của bác sĩ tâm lý, cặp đôi dần mở lòng về việc rắc rối này bắt nguồn từ đâu. Công ty của Tina đã trải qua giai đoạn tái tổ chức có quy mô lớn, và ngày ngày cô ấy trở về nhà với sự mệt mỏi thấy rõ. Đó thực sự là rào cản lớn, Tina nhớ lại. Tôi phải ngồi cả ngày trong cuộc họp dai dẳng và căng thẳng, cô duy trì công việc cho mọi người. Khi trở về nhà, tôi không thể gạt bỏ căng thẳng, tôi không muốn trò chuyện với bất kỳ ai, tôi cảm thấy lo lắng. Phiêu cố gắng quan tâm, nhưng... Bản thân em cũng cảm thấy bất lực, Tina nói trong nước mắt. Yên lặng một lúc, cô kể thêm. Em cũng nhớ từ những khoảnh khắc gần gũi nhau, em nhớ khoảng thời gian trước. Có lẽ đó chính là mấu chốt, Phiêu khẽ nói. Bởi vì em chẳng bao giờ nói điều đó với anh, em chưa bao giờ cho anh biết điều đó. Có lẽ, Phiêu đã không thể nói điều tốt đẹp hơn. Có lẽ họ đã đều cố gắng để bảo vệ cuộc hôn nhân này để đương đầu với khủng hoảng gia đình. Cũng giống như Christine và Alice, họ đều có điểm chung. Họ cần chia sẻ cảm xúc của mình. Điều này sẽ mang lại cảm giác gắn kết. Chia sẻ những thông tin này bằng ngôn ngữ và cử chỉ luôn là điều cần thiết để cải thiện các mối quan hệ trong cuộc sống, bao gồm cả các mối quan hệ với con cái, anh chị em, bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng những nỗ lực hết mình để gắn kết của chúng ta vẫn có thể khiến mối quan hệ bị tổn thương vì khó khăn cơ bản. Thất bại trong việc làm chủ những gì tôi gọi là đầu tư, yếu tố cơ bản của giao tiếp cảm xúc. Cuốn sách này sẽ chỉ ra cho bạn 5 bước để có thể làm chủ và giúp các mối quan hệ của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Thứ nhất, phân tích cách bạn đầu tư và cách bạn đáp trả lại đầu tư của người khác. Thứ hai, khám phá xem hệ thống chỉ huy cảm xúc của não bộ ảnh hưởng tới quá trình đầu tư của bạn như thế nào. Thứ ba, kiểm tra xem những kế thừa cảm xúc ảnh hưởng tới năng lực gắn kết của người khác và cách thức mà bạn đầu tư. Thứ tư, phát triển kỹ năng giao tiếp cảm xúc. Thứ năm,
tìm kiếm những ý nghĩa được chia sẻ với người khác. Nhưng đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu ý tôi khi tôi nói về những đầu tư. Đầu tư có thể là một câu hỏi, một cử chỉ, một ánh nhìn, một sự đụng chạm, bất cứ biểu hiện nào biểu đạt tôi muốn kết nối với bạn. Một cử chỉ đáp lại đầu tư đó có thể là một câu trả lời tích cực hoặc tiêu cực đáp lại yêu cầu của người khác về mặt kết nối cảm xúc. Suy nghĩ lạc quan và thể hiện tình cảm khi xung đột là điều vô giá bởi nó giúp làm giảm cảm xúc tiêu cực và giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Thay vì dừng đối thoại ở lưng chừng cuộc tranh luận, ta có thể ngồi lại cho nhau cơ hội giải quyết các khúc mắc trong những cuộc xung đột của mình, hàn gắn cảm giác tổn thương và xây dựng mối quan hệ tích cực. Để được như vậy, chúng ta phải hành động đúng đắn một thời gian dài trước khi xung đột nổ ra. Đó chính là nền tảng vững chắc được xây dựng từ vô số điều nhỏ nhặt bình thường, từ những trao đổi về cảm xúc và quan tâm hàng ngày mà chúng ta gọi là đầu tư. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thói quen không đáp lại sự đầu tư gắn kết tình cảm của họ một cách tích cực? Những sai lầm như thế này thường là không cố tình hoặc do thiếu sự đồng cảm. Chúng ta thường xuyên không nhận thức được hoặc không tinh ý với sự đầu tư của người khác. Do vậy, sự vô tâm khi trở thành thói quen sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Những người gặp rắc rối về quá trình đầu tư cũng có khá nhiều xung đột. Những xung đột này sẽ được ngăn lại nếu họ có thể nhận thấy mong muốn tình cảm của người khác. Nhiều cuộc tranh luận bắt nguồn từ việc hiểu nhầm và cảm giác tách biệt, đáng lý có thể tránh được nếu họ có thể trò chuyện cùng nhau. Nhưng họ không như vậy. Thay vào đó, họ còn mải mê tranh cãi. Những xung đột như vậy có thể dẫn tới những bất hòa trong hôn nhân, ly hôn, những vấn đề với cha mẹ, những thù hận gia đình. Tình bạn có thể phai mờ và bị hủy hoại. Mối quan hệ anh chị em của người trưởng thành có thể giảm dần và biến mất. Lũ trẻ được nuôi dưỡng trong những gia đình mà xung đột cứ ăn sâu bám rễ, thường gặp khó khăn trong học tập, khó hòa hợp với bạn bè và có một cuộc sống ít lành mạnh. Khi không thể gắn kết với người khác, người ta có xu hướng bị cô lập, không hài lòng và bất ổn với chính cuộc đời của họ. Bất kỳ vướng mắc nào cũng có thể khiến họ trở nên quá căng thẳng, dẫn tới những vấn đề về thể chất, sức khỏe. Đầu tư một chút một, cách xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn chỉ bằng một bước. Nhà văn Anna Lamott đã kể một câu chuyện về cậu em trai 10 tuổi của cô đã phải đánh vật thế nào về báo cáo mà cậu bé phải viết về chủ đề sự đầu tư trong kinh doanh. Thẫn thờ về độ dài và tính phức tạp của bài tập, cậu quay sang nhờ bố. Bố tôi khoác vai cậu chàng và nói, từng chút một thôi con trai, chỉ cần tóm từng chú chim một. Đó chính là mối quan hệ đối với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Các mối quan hệ phức tạp hoặc trọn vẹn không tự nhiên mà có trong đời, nó cần được vun đắp theo thời gian. Nếu bạn có thể quan sát và phân tích những mối quan hệ đó như cách tôi và đồng nghiệp của mình đã nghiên cứu, thì bạn sẽ nhận thấy mỗi mối quan hệ được hình thành từ những tương tác nhỏ như thế nào. Cũng cần phải có sự đầu tư và đáp lại sự đầu tư đó. Như những tế bào trong cơ thể hay như những viên gạch của ngôi nhà, những tương tác đó là yếu tố cơ bản của sự giao tiếp tình cảm. Mỗi tương tác chứa đựng những thông tin tình cảm giúp phát triển hoặc làm suy yếu mối quan hệ giữa người với người. Điểm chuyển giao, những lựa chọn của chúng ta trong việc đáp lại sự đầu tư. Những hiểu biết của tôi trong quá trình đầu tư kết nối cảm xúc là kết quả của nhiều năm quan sát sự tương tác của con người trong nhiều bối cảnh thực tế. Tôi cùng các đồng nghiệp của mình đã nghiên cứu về sự linh hoạt trong tình bạn, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, anh chị em, các cặp đôi yêu nhau trong tất cả các giai đoạn của hôn nhân và nuôi dạy con cái. Nhóm mà tôi say mê nhất là nhóm mà tôi gọi là bậc thầy hôn nhân. Họ là những người rất giỏi trong việc xử lý xung đột, đến mức mà họ có thể khiến những cuộc cãi vã trong hôn nhân trở nên vui nhộn. Không phải những cặp vợ chồng này không nổi điên hay không có bất đồng, mà ngay cả khi bất đồng, họ vẫn có thể kết nối và gắn kết với nhau. Thay vì trở nên phòng thủ và gây tổn thương tới đối phương, họ có thể xóa bỏ những tranh chấp nhờ tình cảm, sự quan tâm mãnh liệt và tôn trọng lẫn nhau. Thật ngạc nhiên, họ dường như có thể sử dụng khiếu hài hước của mình ngay cả khi họ đang tranh cãi. Nhờ vậy, xung đột của họ trở thành ưu điểm, là nguồn lực để khám phá và giải quyết vấn đề, là thời điểm để họ thể hiện niềm đam mê và sự tôn trọng. Tôi đã tự hỏi, họ làm như vậy bằng cách nào? Có vẻ họ sở hữu một loại vũ khí bí mật chống lại các yếu tố như khinh miệt, chỉ trích, phòng thủ và ném đá, những yếu tố mà chúng tôi cho rằng có thể phá hủy tất cả các loại quan hệ. Điều gì khiến các cặp vợ chồng luôn phản ứng với khiếu hài hước và tình cảm tốt đẹp, bất chấp những căng thẳng điển hình trong cuộc sống gia đình? Kết quả, chúng tôi biết được rằng mọi người thường đáp ứng lại các đầu tư kết nối của người khác theo một trong ba cách sau: hưởng ứng, chống đối hoặc phớt lờ. Bằng cách đặt ba loại hành vi trong mối tương quan của chúng với tình trạng mối quan hệ của họ 10 năm sau, chúng tôi có thể chỉ ra
mỗi loại hành vi này ảnh hưởng đến kết nối của mọi người trong cả một quãng thời gian dài như thế nào. Hưởng ứng. Để hưởng ứng khởi xướng kết nối cảm xúc với một người khác, nghĩa là phản hồi lại các khởi xướng kết nối cảm xúc của người khác một cách tích cực. Chống đối. Những người quay lưng lại với các khởi xướng kết nối cảm xúc của nhau có thể được mô tả như là kẻ hiếu chiến hoặc thích tranh luận. Hành động quay lưng lại với các khởi xướng của người khác thường có đôi chút tương đồng với sự mỉa mai, châm biếm hoặc giễu cợt. Phớt lờ. Kiểu hành vi này thường liên quan đến việc phớt lờ các khởi xướng kết nối cảm xúc của người khác nói chung hoặc hành động như thể không bận tâm đến điều đó. Trong các nghiên cứu về hôn nhân, chúng tôi thấy rằng hành vi phớt lờ các khởi xướng kết nối cảm xúc của nhau về cơ bản là một hành vi phá hoại mối quan hệ. Hưởng ứng không được đáp lại. Điều gì sẽ xảy ra khi trong mối quan hệ, một người thường xuyên hưởng ứng trong khi người còn lại thường xuyên chống đối hoặc phớt lờ các khởi xướng kết nối của người kia như một thói quen? Đúng như dự đoán, các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tình huống giao tiếp này không thuộc về một mối quan hệ thuận lợi. Các nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng những đứa trẻ có cha mẹ không chịu khởi xướng kết nối dài lâu thường phải chịu hậu quả lâu dài do liên tục trải nghiệm những cảm xúc tiêu cực nhiều hơn là những cảm xúc tích cực. Chúng gặp khó khăn trong việc phát triển các kỹ năng xã hội để hòa đồng với bạn bè. Chúng học không giỏi và chúng gặp phải nhiều vấn đề hơn về sức khỏe thể chất. Ngừng kết nối, hậu quả đến sau cách sống thiếu sự gắn kết tình cảm. Cho dù mọi người khởi xướng các kết nối cảm xúc với một người thân, vợ hoặc chồng, bạn bè hoặc đồng nghiệp, họ từng tìm cách thỏa mãn một trong ba nhu cầu cảm xúc chung của tất cả mọi người. 1. Được coi là quan trọng. 2. Có ý thức kiểm soát cuộc sống. 3. Được ưa thích. Khi những nhu cầu như vậy được đáp ứng, mọi người sẽ được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc, thành công và cảm thấy cuộc sống có mục đích hơn. Nhưng điều gì xảy ra nếu mọi người không có khả năng khởi xướng kết nối hiệu quả hoặc phản hồi các khởi xướng kết nối của người khác? Thất bại như vậy có thể ngăn chặn sự phát triển của các kết nối cảm xúc hoặc khiến các kết nối hiện tại xấu đi. Điều này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho mọi người thuộc mọi lứa tuổi trên mọi nẻo đường cuộc sống. Khi cha mẹ và con cái không thể kết nối với nhau. Tầm quan trọng của sợi dây liên kết tình cảm mạnh mẽ, lành mạnh giữa cha mẹ và con cái không bao giờ là nói quá. Bởi vì mối liên kết này đóng vai trò là nền tảng mà dựa trên đó mọi mối quan hệ khác trong cuộc sống được vun đắp. Nếu một đứa trẻ không học được cách kết nối cảm xúc với cha mẹ, đứa trẻ đó có thể sẽ gặp khó khăn trong việc kết nối với mọi người ở tất cả các mối quan hệ trong suốt quãng đời còn lại. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng khởi xướng, phản hồi và kết nối với người khác của trẻ em, bao gồm cả tính cách mà chúng thừa hưởng. Tất cả chúng ta đều được sinh ra với những đặc điểm tính cách nhất định, hòa đồng hoặc nhút nhát, khắc nghiệt hoặc dễ tính, vân vân. Ở một mức độ nào đó, những đặc điểm này xác định mức độ thoải mái khi tiếp cận với người khác hoặc phản hồi yêu cầu kết nối của người khác. Ngoài ra, phần lớn thói quen của một người trong việc kết nối cảm xúc cũng được định hình bởi những việc đã xảy ra trong gia đình. Dù là có chủ ý hay vô tình, các bậc cha mẹ thường dạy con thông qua các tương tác và ví dụ. Sự cố kết nối của các cặp vợ chồng. Vấn đề về kết nối không chỉ tồn tại trong thời thơ ấu, chúng thường theo luôn vào những năm tháng tuổi trưởng thành, can thiệp vào khả năng tìm và giữ bạn đời của một người. Thật dễ dàng để thấy quá trình khởi xướng kết nối cảm xúc đầu tiên liên quan đến chuyện hẹn hò. Trên thực tế, người ta có thể lập luận rằng tất cả những gì về khởi xướng kết nối cảm xúc thành công chính là hẹn hò thành công mà thôi. Những người lão luyện trong việc đọc tín hiệu của đối tác tiềm năng và giỏi ứng đáp phù hợp thường may mắn hơn trong tình yêu so với những người không sở hữu kỹ năng này. Hãy nhớ lại, các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng các cặp vợ chồng hạnh phúc ổn định phản ứng tích cực với các khởi xướng kết nối cảm xúc của nhau ở mức cao hơn so với những người luôn phải húc đầu vào tường để duy trì các mối quan hệ khó khăn của họ. Cái giá phải trả cho những cuộc hôn nhân không hạnh phúc và thất bại khá cao. Ngoài những xáo trộn về tình cảm mà các cặp vợ chồng trong các cuộc hôn nhân đầy áp lực phải trải qua, họ còn phải chịu đựng nhiều bệnh tật hơn những người khác. Áp lực gia đình gây ra bởi sự thất bại của một cặp vợ chồng cũng có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của con cái họ. Sự cố kết nối với bạn bè và anh chị em. Kết nối với những người lớn khác là một thách thức đối với nhiều người vì nhiều lý do. Các vấn đề về cạnh tranh và ghen tị có thể khá lớn, đặc biệt là trong các mối quan hệ anh chị em. Ngoài ra, các vấn đề về niềm tin và sự thân mật có thể khó đàm phán, đặc biệt là khi bạn lần đầu tiên thiết lập mối quan hệ với một người bạn mới. Một thực tế đơn giản là khi bạn có một cộng đồng bạn bè và người thân gần gũi, hỗ trợ trong cuộc sống, họ có thể khiến cho cuộc sống của bạn vui vẻ và nhẹ nhàng hơn, thậm chí cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn tốt hơn. Và sau đó, khi thời điểm khó khăn
khủng hoảng xảy ra như ly dị, mất việc, bệnh hiểm nghèo, nếu được bao quanh bởi những người bạn có thể tin tưởng, khả năng đương đầu với cơn bão tố và hồi phục của bạn sẽ có những khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, duy trì các mối quan hệ như vậy trong một thời gian dài có thể là một thách thức. Đối với anh chị em, vấn đề có thể trở nên trầm trọng hơn khi biết quá nhiều về quá khứ của nhau. Nếu chúng ta có thể kết nối với anh chị em của mình nhờ vào trải nghiệm cuộc sống được chia sẻ cùng nhau, chúng ta có thể thấy rằng thời gian đó gắn kết chúng ta lại với nhau, đặc biệt là khi chúng ta đến tuổi trung niên và giai đoạn tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc hơn trong câu chuyện cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta có thể kết nối với anh chị em dựa trên hoàn cảnh sống hiện tại của mình, thì chúng ta quả thực là may mắn. Chúng ta sẽ có một người bạn không chỉ biết rõ nơi chúng ta sẽ đến, mà còn biết rõ chúng ta đã từng đứng ở đâu. Chương 2. Bước 1. Khởi xướng kết nối cảm xúc. Trong nhiều năm, tôi đã theo đuổi đáp án cho câu hỏi nguyên do gì đã khiến các cuộc hôn nhân thành công hay thất bại. Nhiều nhà tâm lý học lúc đó đã đồng ý với quan điểm của nhà lý luận Sidney Gerrard cho rằng bí quyết của các mối quan hệ tốt là tự thổ lộ, nghĩa là một người sẵn sàng bộc lộ những suy nghĩ và kinh nghiệm cá nhân vốn được che giấu kín đáo của mình với người khác. Các bạn ạ, tôi đã sai. Sau khi thu thập và xem hàng trăm giờ băng video, tôi đã tìm thấy rất ít minh chứng về việc tự thổ lộ. Không có mấy trao đổi chân thành thực sự về những ước vọng tan vỡ, những nỗi sợ hãi tiềm ẩn hoặc những ham muốn tình dục không được thỏa mãn. Các cặp vợ chồng đạt điểm cao trong các cuộc khảo sát về độ thỏa mãn trong hôn nhân dành phần lớn thời gian của họ để nói về những chủ đề hấp dẫn như ngũ cốc ăn sáng, tỷ lệ thế chấp hoặc môn bóng chày. Sau nhiều tháng xem những cuốn băng video cùng với các sinh viên của mình, tôi như được khai sáng. Có lẽ vấn đề không liên quan đến mức độ sâu sắc của mối quan hệ giữa những người tham gia cuộc trò chuyện. Thậm chí, cho dù các cặp vợ chồng có thống nhất ý kiến với nhau hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là cách mà những người này chú ý đến nhau, bất kể họ đang nói hay đang làm gì. Chúng tôi cũng phát hiện ra tầm quan trọng của tính khôi hài khi mọi người khởi xướng kết nối. Trong nhiều năm, tôi đã tự hỏi tại sao một số cặp vợ chồng có thể pha trò và thể hiện tình cảm trìu mến với nhau ngay cả khi đang cãi nhau. Đây là một câu hỏi quan trọng bởi nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng công cụ sửa chữa cảm xúc như vậy dẫn đến sự phát triển của các mối quan hệ hạnh phúc hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi không hiểu làm thế nào một số cặp có thể làm tan chảy trái tim nhau chỉ với một cử chỉ vui tươi hoặc một nụ cười xin lỗi, trong khi những người khác thậm chí không thử cố gắng. Những người khởi xướng vui vẻ và nhiệt tình thường hướng tới và hưởng ứng người khác trong các cuộc trò chuyện hàng ngày. Vì thế, họ dễ hài hước hơn khi họ vướng vào tranh cãi về sau. Nói cách khác, phản ứng bằng khiếu hài hước tốt đã trở thành một kiểu thói quen trong các mối quan hệ của họ, đến nỗi nó luôn luôn đứng đầu trong kho mánh khóe và thủ thuật của họ. Vì vậy, khi có những bất đồng nảy sinh như vẫn thấy trong tất cả các mối quan hệ, các nhà đầu tư khởi xướng kết nối cảm xúc vui tính này đã sẵn sàng với đầy đủ thiện chí và tình cảm yêu mến. Khi họ áp dụng nó vào cuộc tranh luận, nó giúp làm dịu cảm xúc bị tổn thương, dẫn đến giải quyết vấn đề tốt hơn và tạo ra một mối quan hệ hài hòa hơn nữa. Mọi người đều trải nghiệm nhu cầu tình cảm theo cách riêng của mình. Các mối quan hệ quan trọng nhất với bạn có thể lại không quan trọng nhiều đối với người khác, và những mong muốn quan trọng nhất đối với bạn ngày hôm nay có thể không còn quá quan trọng trong vài năm tới. Nhưng bất kể bạn đánh giá cao những mối quan hệ nào, bạn có thể xếp hạng chúng theo những thứ bậc tùy theo nhu cầu trong tâm trí. Mọi người cũng có xu hướng tuân theo một hệ thống phân cấp nhất định khi họ tạo các khởi xướng trong một mối quan hệ gần gũi cụ thể, chẳng hạn như tình bạn hoặc hôn nhân. Mặc dù họ có thể không nhận thức được điều đó, nhưng trước tiên họ thường yêu cầu trợ giúp về các vấn đề đòi hỏi thời gian, sự chú ý, rủi ro hoặc sự thân mật ít nhất. Sau đó, một khi khởi xướng ban đầu của họ được đáp ứng, họ có thể tăng mức độ tin tưởng, đòi hỏi nhiều hơn về cường độ các nhu cầu của họ. Một nấc thang điển hình của nhu cầu trong một tình bạn có thể có biểu hiện như thế này. 1. Trò chuyện nhẹ nhàng hoặc một cuộc nói chuyện riêng. 2. Hài hước. 3. Chuyện phiếm thân thiện. 4. Tình cảm yêu mến. 5. Ủng hộ. 6. Giải quyết vấn đề. 7. Kết nối xung quanh các chủ đề chân thành như các mục tiêu, các mối lo lắng, các giá trị, các ý nghĩ trong tương lai. Khởi xướng kết nối cảm xúc có biểu hiện như thế nào? Hãy tưởng tượng nếu mọi người thực hiện tất cả các khởi xướng kết nối của họ dưới dạng văn bản tiêu chuẩn, tất cả sự mong đợi và cảm xúc của chúng tôi sẽ được viết chính tả một cách chi tiết sống động. Chẳng có gì khiến chúng ta phải suy đoán. Bạn sẽ không bao giờ phải vật lộn với những câu hỏi như: người này có tán tỉnh tôi không? Liệu tôi có nhận được công việc từ khách hàng này một lần nữa hay không?
tất cả các câu trả lời sẽ được đánh vần bằng chữ khắc ngay trước mặt bạn. Bạn sẽ không còn căng thẳng, không còn phải phỏng đoán điều gì thêm nữa. Dù tốt hay xấu, giao tiếp của con người cũng phong phú và phức tạp hơn thế nhiều. Các khởi xướng kết nối ở muôn hình vạn trạng, một số kiểu dễ nhìn nhận và giải thích, các kiểu khác gần như không thể giải mã được. Khởi xướng kết nối có thể dễ dàng bằng lời nói hoặc không lời. Chúng có thể có tính thể chất cao hoặc hoàn toàn bắt nguồn từ trí tuệ. Chúng có thể có tính chất lôi cuốn tình dục hoặc không liên quan đến sinh lý. Chúng có thể chứa năng lượng cao hoặc thấp, sự hài hước hoặc nghiêm túc tuyệt đối. Khởi xướng kết nối cảm xúc có thể bao gồm các câu hỏi, tuyên bố hoặc nhận xét. Nội dung có thể liên quan đến suy nghĩ, cảm xúc, quan sát, ý kiến, lời mời. Điều gì khiến cho các khởi xướng của chúng ta trở nên mơ hồ? Tại sao chúng ta cứ lòng vòng quanh các vấn đề như thế này? Vì nhiều lý do, phổ biến nhất là tránh rủi ro tình cảm. Khởi xướng công khai để kết nối cảm xúc có thể khiến chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương. Trong sự nghiệp và trong các tình huống giao tiếp đặc biệt, cảm xúc và bản ngã của chúng ta đang ở trạng thái trông chênh như treo trên dây. Chúng ta có thể giảm các cảm giác dễ bị tổn thương như vậy bằng cách tạo các khởi xướng kết nối cảm xúc không rõ ràng hoặc mơ hồ. Khiếu hài hước và lộng ngữ là khá phổ biến. Nếu người kia phản ứng tích cực với một khởi xướng mơ hồ hoặc hài hước thì mỉm cười bẽn lẽn hoặc đưa ra một cách chơi chữ khác. Nhưng nếu đối tác kết nối dự định không phản hồi lại, người khởi xướng kết nối cũng sẽ không mất niềm kiêu hãnh. Bạn có thể nhận ra nhiều cách bình dị mà mọi người có thể thực hiện và hưởng ứng các khởi xướng kết nối cảm xúc. Nếu bạn có thể từ việc nhìn thấy sự tức giận, buồn bã hoặc sợ hãi của một người để nhận ra nhu cầu giấu kín của họ, bạn sẽ mở ra những tiềm năng mới trong mối quan hệ. Tóm lại, có rất nhiều lý do để khởi tạo các khởi xướng kết nối cảm xúc không rõ ràng. Điều này bao gồm tạo khởi xướng kết nối cảm xúc mơ hồ nhằm mục đích tránh tổn thương hoặc tránh rủi ro cảm xúc. Giao tiếp kém, chẳng hạn như sử dụng ngôn ngữ thiếu minh bạch. Đóng khung khởi xướng theo cách tiêu cực khiến người khác khó nghe hoặc khó chấp nhận. Không thể thừa nhận nhu cầu của bạn ở thời điểm đầu tiên. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng chỉ cần một chút hiểu biết có thể giúp ích rất nhiều đối với việc đem ra ánh sáng các khởi xướng kết nối thường nằm ẩn giấu bên dưới những tấm mặt nạ giận dữ, buồn bã hoặc sợ hãi của con người. Và một khi khởi xướng kết nối được công nhận, chúng ta có thể bắt đầu thực hiện những công việc để đưa mọi người đến gần nhau hơn. Đó là các phản ứng hướng tới và hưởng ứng khởi xướng. Mọi người thường đưa ra một trong ba lựa chọn để hưởng ứng với các khởi xướng kết nối cảm xúc. Họ có thể, thứ nhất, hưởng ứng các khởi xướng kết nối cảm xúc. Có ba cách phản hồi các khởi xướng kết nối cảm xúc. Thứ nhất, chọn hưởng ứng các khởi xướng kết nối cảm xúc. Trong đó có phản ứng năng lượng thấp liên quan đến một vài từ hoặc một câu hỏi để làm rõ các khởi xướng kết nối cảm xúc. Thứ hai, phản ứng chu đáo, thường liên quan đến ý kiến, suy nghĩ và cảm xúc. Và thứ ba, phản ứng năng lượng cao, liên quan đến sự chú ý đầy đủ và có giao tiếp tốt bằng ánh mắt. Cách phản hồi thứ hai là chọn phớt lờ các khởi xướng kết nối cảm xúc. Quay lưng phớt lờ là cách phản hồi khi bạn không thể nhận ra khởi xướng của người khác để được chú ý đến. Quay lưng phớt lờ thường xảy ra theo một trong ba cách khác nhau. Thứ nhất, các cách phản hồi lơ đãng, không chú tâm khi đối tượng được hỏi để khởi xướng kết nối vì họ thường tham gia vào một hoạt động, chẳng hạn như đọc sách hoặc xem TV. Thứ hai, bỏ qua, không phản hồi. Các khởi xướng kết nối hoàn toàn bị phớt lờ hoặc người được hỏi sẽ tập trung vào các chi tiết không đáng nói đến trong khởi xướng kết nối. Thứ ba, phản hồi gián đoạn. Người được hỏi đưa ra các vấn đề hoặc phản hồi đi ngược với khởi xướng kết nối. Cách cuối cùng là chọn chống đối lại các khởi xướng kết nối cảm xúc. Chống lại một khởi xướng để kết nối có nghĩa là phản ứng lại với nó theo cách tiêu cực. Trong các nghiên cứu, chúng tôi thấy có nhiều cách để chống đối. Thứ nhất, phản hồi kèm theo sự khinh bỉ. Phản hồi kiểu này thường kèm theo những bình luận gây tổn thương, thiếu tôn trọng nhằm vào người khởi xướng kết nối. Những bình luận có tính chất làm cho người khác bẽ mặt như vậy thường được đưa ra trong bầu không khí mà người nói chiếm ưu thế. Phản ứng thứ hai, phản ứng hiếu chiến. Có tính khiêu khích hoặc kích động gây gổ. Bạn có cảm giác rằng người đó đang khơi mào một trận chiến. Anh ta hoặc cô ta sẽ tranh luận một cách máy móc bất cứ điều gì người khởi xướng nói, không quan trọng là họ nói gì. Phản ứng thứ ba, phản ứng trái ngược. Trong khi giao tiếp, một người dường như có ý định bắt đầu một cuộc tranh cãi hoặc lý luận. Hình thức phản ứng này ít thù địch hơn một phản ứng hiếu chiến, nhưng nó vẫn chặn đứng mọi nỗ lực kết nối của người khởi xướng. Phản ứng thứ tư, phản ứng độc đoán. Liên quan đến nỗ lực để kiểm soát người khác, mục tiêu của người trả lời là khiến người khởi xướng lùi lại, thoái lui hoặc ngừng khởi xướng
Ba thường nghe thấy một thông điệp của cha mẹ trong những phản hồi này, cho dù người nói có phải là phụ huynh hay không. Phản ứng thứ 5, phản hồi phê phán, là các cuộc tấn công trên diện rộng và tính cách của người khởi xướng. Chúng khác với phản nàn, tập trung vào một sự kiện cụ thể hoặc hành vi cụ thể. Khi mọi người đang chỉ trích, họ thường nói những điều chẳng hạn như bạn lúc nào cũng, luôn luôn, và bạn không bao giờ. Thông thường, bạn sẽ nghe thấy những lời buộc tội hoặc sự phản bội trong những lời phản hồi này. Phản ứng thứ 6, phản ứng phòng vệ, tạo ra cảm giác tách biệt bằng cách cho phép người nói từ bỏ trách nhiệm đối với các vấn đề sắp tới. Nếu người khởi xướng buồn về điều gì đó, người được hỏi có thể hành động như một nạn nhân vô tội của việc đổ lỗi không đúng chỗ. Không có gì là lạ khi mọi người vẫn thường duy trì những mối quan hệ chịu đựng để tránh xung đột như vậy trong một thời gian dài đặc biệt. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng, một khi người khởi xướng cảm thấy hụt hẫng và chịu tổn thương khi bị phớt lờ hay chống đối nhiều lần, thì mối quan hệ đó chắc chắn tan rã. Hãy nghĩ về một mối quan hệ tốt đẹp và hưởng ứng những người khởi xướng kết nối. Như vậy, trong tương lai, bạn sẽ thêm bạn bớt thù. Các dạng bài tập được thiết kế với các nội dung như bài tập 1, lập một cuốn nhật ký cảm xúc. Bài tập 2, phong cách khởi xướng và phản hồi khởi xướng của bạn như thế nào. Bài tập 3, lập bản đồ tình yêu cho những người gần gũi với bạn. Các bài tập này, bạn có thể thực hiện một mình hoặc cùng với đối tác bạn muốn khởi xướng kết nối. Dù thực hiện theo hình thức nào, thì bạn cũng sẽ đạt được những kết quả khiến bạn nhìn nhận được những lỗ hổng trong các mối quan hệ của mình và trả lời được câu hỏi vì sao mình khởi xướng thành công hay thất bại. Chương 3. 6 trái bom hủy diệt các kết nối cảm xúc và cách gỡ bom. Thứ nhất, vô tâm nhiều hơn là lưu tâm. Hầu hết mọi người đều kết hôn, sinh con, kết bạn, làm việc và không có ý định bỏ mặc cho các mối quan hệ này thất bại. Tuy nhiên, đó là điều thường xảy ra. Đơn giản là vì mọi người không chú ý đến nhu cầu tình cảm của người khác. Họ không hành động thiếu suy nghĩ vì họ muốn ngụ ý điều gì đó. Họ chỉ tạm thời bị cuốn vào những mối quan tâm của riêng họ và không tập trung vào những người xung quanh. Nhưng nếu không chú ý, bạn sẽ không kết nối cảm xúc. Và nếu không kết nối, bạn sẽ hành động quanh quẩn theo nguyên tắc rằng đối tác, bạn bè, đồng nghiệp có lẽ ở đó không phải vì lợi ích của bạn. Điều đó sẽ khởi động một loạt các tương tác tiêu cực, bao gồm việc chỉ trích, phòng thủ, tấn công và rút lui. Tất cả sẽ phá hủy mối quan hệ của bạn. Mặt khác, lưu tâm dẫn đến việc hình thành các mối quan hệ ổn định, tâm đầu ý hợp. Khi bạn lưu tâm, bạn nhận ra khởi xướng hướng tới của người khác và bạn phản hồi các khởi xướng đó hướng tới họ. Bạn có thể chuyển sự chú ý từ mối quan tâm riêng của mình sang các mối quan tâm của người khác. Khi làm như vậy, bạn học cách hiểu những gì người khác đang cảm thấy và bạn có thể cảm thấy những cảm xúc tương tự như nhau cùng một lúc. Bạn có thể tập trung chia sẻ cùng người khác trong khoảnh khắc nhàn rỗi nào đó các nhận thức chung và kinh nghiệm chung của các bạn. Bạn có cảm giác rằng các bạn đang trên hành trình khám phá cùng nhau. Đó là một quá trình sáng tạo, tiết lộ những câu chuyện cuộc sống của các bạn với nhau. Những câu chuyện này mở ra mỗi ngày khi mọi người để tâm đến nhau. Điều gì thường ngăn cản mọi người tập trung chú tâm ở mức độ cao như vậy trong các mối quan hệ? Tôi tin rằng đó là những điều được họ lựa chọn để tập trung vào thay vì các ưu tiên khác. Ví dụ, một người chồng và người vợ có thể đang suy nghĩ rất nhiều về việc giao thêm nhiệm vụ cho lũ trẻ, tu sửa nhà của họ và mua được một số thứ, đến nỗi họ không còn năng lượng cho các mối quan hệ chính yếu nhất trong cuộc sống. Không phải là họ không nói chuyện với nhau, mà là tất cả các cuộc trò chuyện của họ đều xoay quanh những thứ như lịch trình bóng đá của lũ trẻ, công trình tu sửa tầng hầm và làm thế nào mua được chiếc SUV mới với giá tốt hơn. Họ không bao giờ có thời gian trong ngày dù chỉ là để ý xem người kia đang ở đâu. Tâm trí của họ luôn tập trung vào lịch trình các công việc cần hoàn thành, các hạng mục cần mua được của gia đình. Bạn có thể trở thành nhà sưu tập những khoảnh khắc tình cảm bằng cách tìm kiếm một cách có ý thức các cơ hội kết nối với người khác. Công việc đó mang lại cho bạn vai trò chủ động trong việc phát triển các mối quan hệ ổn định và có ý nghĩa. Bài tập trở thành một nhà sưu tập khoảnh khắc kết nối cảm xúc được thiết kế để giúp bạn điều chỉnh kỹ năng này. Bạn hãy luyện tập hàng ngày nhé! Thứ hai, khởi xướng khắc nghiệt. Bạn đầu cuộc trò chuyện với một lỗi lầm nhỏ nhạt bụi. Bạn đã bao giờ khởi động một cuộc trò chuyện và rồi bạn ước gì có thể tua lại như băng video và bắt đầu lại? Điều này đã xảy ra với tôi gần đây. Sau bữa tối, vợ tôi xuống cầu thang và đến văn phòng của cô ấy để trả lời một số email. Cả con gái và tôi đều cảm thấy hơi thất vọng vì chúng tôi mong mỏi được dành cả buổi tối với cô ấy. Vì vậy, tôi đã hết vọng theo xuống cầu thang. Này này, hãy thôi làm việc đi, giờ là thời gian dành cho gia đình mà. Giọng điệu gay gắt của tôi đã đẩy Juliet vào thế phòng thủ, nên cô ấy trả lời lại bằng một giọng giận dữ. Em không thể,
Em phải hoàn thành công việc. Kết quả là gì? Cô ấy cảm thấy bị chỉ trích và bị hiểu lầm. Còn tôi thì cảm thấy xa cách vợ hơn khi cuộc trao đổi của chúng tôi bắt đầu. Khởi động khắc nghiệt có thể phá hủy hoàn toàn tất cả các khởi xướng hợp lệ để kết nối tất cả các mối quan hệ theo mọi hình thức. Khi khởi xướng kết nối bắt đầu bằng một ghi chú tiêu cực, đổ lỗi hoặc có tính chỉ trích như vậy, khá dễ dàng để dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trên thực tế, các nghiên cứu của tôi với các cặp đôi đã kết hôn cho thấy, bạn có thể dự đoán kết quả của một cuộc trò chuyện 15 phút dựa trên những gì đã xảy ra trong 3 phút đầu tiên của tương tác đó. Và nếu 3 phút đầu tiên bao gồm nhiều tiêu cực, đổ lỗi và chỉ trích, kết quả sẽ không tốt lắm. Vậy giải pháp là gì? Câu trả lời là bắt đầu khởi xướng của bạn bằng các lưu ý nhẹ nhàng hơn. Một giải pháp khác khi mọi thứ trở nên tồi tệ là cùng nhau xem xét lại các tình tiết quan trọng với người đó. Trái bom thứ 3, chuộng lời phê bình gây tổn thương hơn lời phản nàn có tính xây dựng. Xung đột là điều không thể tránh khỏi, bất cứ khi nào mọi người cùng giao tiếp với nhau xung quanh các hoạt động hoặc mục tiêu chung. Cách bạn thể hiện vị trí của mình trong một cuộc xung đột tạo ra sự khác biệt to lớn trong khả năng kết nối với người khác. Đây là quy tắc ngón tay cái cơ bản. Phản nàn khi bạn buộc phải như vậy nhưng không chỉ trích. Sự khác biệt là gì? Phản nàn tập trung vào một vấn đề cụ thể, giải quyết hành vi của người khác, chứ không phải là thiếu sót về phẩm chất bị lộ ra của người đó. Phê bình, chỉ trích lại mang tính phán đoán và toàn cầu hơn. Nó thường bao gồm các cụm từ như bạn luôn luôn hoặc bạn không bao giờ. Sự chỉ trích tấn công với tính cách của người khác thường biểu hiện dưới dạng hành vi gán nhãn hoặc đặt tên tiêu cực. Nó thường gán trách nhiệm cho lỗi lầm nào đó. Lời phàn nàn có thể khó nói và đôi khi khó nghe, nhưng nhìn chung, chúng có giá trị xử lý rắc rối vì chúng giúp mọi người hiểu nhau và giải quyết vấn đề. Chỉ trích, phê bình có tác dụng ngược lại. Nó làm tổn thương cảm xúc của mọi người, dẫn đến gia tăng căng thẳng, oán giận và phòng thủ trong các mối quan hệ. Mọi người sẽ không giao tiếp tốt khi họ cảm thấy cần phòng thủ. Họ có xu hướng bế quan tỏa cảng đối với thông tin mới. Họ không cởi mở với ảnh hưởng của người khác. Tất cả điều này cản trở kết nối cảm xúc hiệu quả. Trái bom thứ 4, xả giận. Các mối quan hệ rắc rối, các cuộc thảo luận về xung đột có thể kích hoạt những cảm xúc mãnh liệt, đôi khi dẫn đến các cơn lửa giận ngùn ngụt. Điều này có nghĩa là bạn cảm thấy áp lực đến mức trở nên quá tải về mặt cảm xúc và thể chất. Bạn không còn có thể suy nghĩ bình tĩnh hoặc tham gia vào cuộc trò chuyện một cách hiệu quả. Bạn muốn ở bất cứ nơi nào khác hơn là đang ở ngay tại đây với con người này. Rõ ràng, phản ứng này cản trở việc gửi đi hoặc tiếp nhận các khởi xướng kết nối cảm xúc. Các dấu hiệu thể chất của cơn lửa giận bừng bừng này bao gồm tim đập thình thịch, bàn tay ướt đẫm mồ hôi và nhịp thở nông hoặc không đều. Thay vì tập trung vào những gì người khác đang nói, tâm trí của bạn chạy đua với những suy nghĩ phòng thủ như tôi không thể chịu đựng chuyện này nữa, tôi đã chịu đựng đủ rồi, hết sức rồi. Bạn có thể cảm thấy như mình là một nạn nhân vô tội bị dồn vào chân tường trong một cuộc trò chuyện mà bạn chỉ muốn chạy trốn. Khi bạn ở trong tâm trạng này, dường như bạn không có khả năng nghe thông tin mới hoặc chấp nhận ảnh hưởng. Người khác thậm chí có thể cố gắng xin lỗi hoặc xoa dịu bạn, nhưng dường như bạn không thể nghe thấy họ. Mặc dù cơn lửa giận phừng phừng này có thể xảy ra với bất kỳ ai trong tình huống căng thẳng về mặt cảm xúc, các nghiên cứu cho thấy nó xảy ra thường xuyên hơn ở nam giới so với nữ giới. Bạn có thể làm gì khi cảm thấy bị cơn tức giận xâm chiếm? Tôi khuyên bạn nên tạm dừng cuộc trò chuyện và làm điều gì đó mà bạn thấy dễ chịu ít nhất trong 20 phút. Đó là lượng thời gian mà cơ thể thường cần đến để hồi phục sau căng thẳng cảm xúc. Bạn có thể muốn đọc tạp chí, xem TV hoặc chạy bộ thư giãn. Nhưng bất kể bạn làm gì, hãy cố gắng nghĩ về một cái gì đó khác hơn là xung đột trong suốt thời gian nghỉ này. Đừng tập trung vào những suy nghĩ như mình đang phẫn nộ một cách chính đáng hay mình là một nạn nhân vô tội. Làm như vậy là phản tác dụng và sẽ chỉ duy trì sự chịu đựng của bạn. Nếu 20 phút trôi qua và bạn cảm thấy thoải mái hơn, thì hãy cố gắng quay lại để thảo luận về vấn đề hoặc sắp xếp thời gian khác để thảo luận sớm. Bài tập 1. Thả lỏng, thư giãn. Bài tập 2. Phòng tránh các cơn xả giận. Bài tập 3. Từ hoặc cụm từ nhắc nhở. Trái bom thứ 5. Luyện tập từ bỏ thói quen khất gỏng ăn sâu. Mọi người đều có lúc cảm thấy cáu kỉnh, nhưng khi bạn có thói quen gắt gỏng, bạn cảm thấy cáu kỉnh mọi lúc. Bạn liên tục dò xét thế giới để tìm bằng chứng nhằm biện minh cho cảm xúc của mình. Và trong thế giới không hoàn hảo này, bằng chứng đó không khó tìm kiếm. Khi có thói quen gắt gỏng, bạn thường cố gắng sửa chữa những tình huống không hoàn hảo nhưng lại quá quan tâm đến lỗi lầm của người khác. Do đó, bạn có thể hành động quá mức cần thiết so với chia sẻ công bằng về việc chống lại khởi xướng kết nối cảm xúc của người khác, và kết quả
là các mối quan hệ của bạn có thể phải chịu đựng việc đó. Cần phải làm gì để thay đổi thói quen để ăn sâu? Tôi tin rằng một tỷ lệ nhỏ những người cảm thấy tức giận hoặc cáu kỉnh thường xuyên bị mất cân bằng hóa học có thể được điều trị bằng thuốc chống trầm cảm như Prozac. Nếu bạn cảm thấy rằng điều này có thể đúng với mình, bạn sẽ muốn nói chuyện với bác sĩ hoặc một chuyên gia sức khỏe tâm thần về chuyện đó. Nhưng tôi cũng tin rằng hầu hết những người gắt gỏng có thể thay đổi bằng cách đưa ra một lựa chọn có ý thức để phản ứng với thế giới theo một cách khác. Điều quan trọng là rà soát môi trường của bạn thường xuyên để mọi thứ và mọi người xung quanh bạn được đánh giá cao thay vì tìm lỗi lầm và chỉ trích họ. Làm như vậy, bạn tạo ra một bầu không khí tán dương ca ngợi và biết ơn trong cuộc sống của mình. Thay vì bị sa lầy vào khuyết điểm và lỗi lầm của mọi người, bạn sẽ tìm kiếm hiệu quả cho lý do để nói cảm ơn. Trái bom thứ 6, tránh các cuộc tranh luận không đáng có. Khi mọi thứ trong một mối quan hệ trở nên tồi tệ, mọi người thường hỏi, đó có phải là điều mà tôi đã nói không? Vâng, có lẽ là như thế. Nhưng thường thì những điều mọi người không nói mới tổn hại đến mối quan hệ của họ. Theo nhà tâm lý học Dan White, nhiều lập luận nảy sinh từ những vấn đề mà mọi người cần thảo luận nhưng không bao giờ thực hiện. Trong căng thẳng và sự nhầm lẫn, các cuộc cãi vã nổ ra dẫn đến sự chống đối, phòng thủ và rút lui lảng tránh. Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ với một số lượng các xung đột không đáng có tiềm ẩn, bạn có thể muốn xem xét các vấn đề chưa được đưa ra thảo luận. Có lẽ một người đang cố gắng khởi xướng liên tục để kết nối xung quanh một vấn đề cụ thể và kết quả thu được chỉ là khởi xướng đã bị phớt lờ hoặc loại bỏ. Hoặc có lẽ cả hai bạn đang né tránh một vấn đề nóng bởi bạn tin rằng nói về nó sẽ chỉ gây ra nhiều vấn đề hơn. Rắc rối là dù sao bạn cũng đang gặp phải xung đột và khó chịu về vấn đề này. Nhưng nếu nói về nó, bạn sẽ mở ra khả năng phá vỡ rào cản đang ngày một lớn giữa các bạn. Như White đã giải thích, bạn thường có 3 lựa chọn khi phải đối mặt với xung đột giữa các cá nhân. Thứ nhất, tấn công hay phòng thủ. Thứ hai, tránh né hoặc phủ nhận. Thứ ba, tự thổ lộ và kết nối. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi với các nỗ lực tấn công hay phòng thủ và bạn thấy rằng việc né tránh hoặc phủ nhận không có hiệu quả, thì bạn sẽ chỉ còn một lựa chọn khả thi mà thôi. Hãy tự thổ lộ và kết nối. Mặc dù việc nói về cảm nhận của mình nghe có vẻ đơn giản, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng thường thì việc đó chẳng đơn giản như thế đâu. Nếu đúng như vậy, có lẽ bạn đã không gặp phải những vấn đề như thế này ngay từ đầu, phải không? Nghiên cứu và kinh nghiệm của tôi cho biết có một thời điểm tuyệt vời để bắt đầu. Tập trung vào cảm xúc của bạn trong thời điểm này. Ngoài ra, hãy biết rằng bạn có thể nói về những cảm xúc đó mà không cần phải hành động theo chúng. Nhìn về phía trước. Cải thiện khả năng khởi xướng và phản hồi khởi xướng kết nối cảm xúc sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề của bạn, cũng không giúp bạn làm tan biến mọi cảm giác tiêu cực. Nó sẽ không giải quyết tất cả các xung đột, nhưng nó sẽ giúp bạn hòa đồng hơn với mọi người, chia sẻ gánh nặng cuộc sống và xây dựng kết nối tốt hơn với những người quan trọng trong cuộc sống của bạn. Chương 4. Bước 2. Khám phá các hệ chỉ huy cảm xúc trong não. Hãy tưởng tượng một nhóm cùng 7 người bạn cũ gặp mặt, đoàn tụ tại một khu nghỉ mát hoang sơ. Họ đã mong chờ chuyến đi này trong nhiều tuần, và khi đến nơi, mỗi người đều có ý tưởng về cách làm cho cuộc đoàn tụ trở nên thành công. Bởi vì họ là một nhóm đa dạng, nên quan điểm của họ cũng khác nhau. Và trong vòng 1 giờ, mỗi người bạn đều khởi xướng tạo kết nối với người mà họ ưu tiên hàng đầu quanh mình. Chúng ta hãy xem. Christopher được mệnh danh là chỉ huy trưởng. Anh là người lên kế hoạch tập hợp và chọn địa điểm. Marin là một nhà thám hiểm. Ngay khi đến nơi, cô bỏ vali vào cabin rồi lấy bản đồ địa hình và một chiếc la bàn. Cô ấy rất phấn khích khi được khám phá nơi này. Carlos là người cảnh giác. Anh là người phát hiện ra dấu hiệu về các cuộc tấn công của gấu xám Bắc Mỹ khi cả nhóm dừng lại ở cửa hàng tổng hợp trên đường. Katie là người phụ trách năng lượng. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là xem lại lịch trình, thực đơn, nguyên liệu. Darin là người theo chủ nghĩa nhục dục. Mong muốn đầu tiên của anh là nối lại quan hệ với Marin. Peter là người pha trò. Nhiệm vụ đầu tiên của anh là treo chiếc xích đu ghế dài và đặt một bàn chơi bài gần đó. Selby là người gây dựng mối quan hệ. Cô để mắt đến tất cả mọi người. Quả là sự kết hợp thú vị của những người bạn. Bạn có nghĩ như vậy không? Bây giờ, hãy tưởng tượng chính bạn ở trong số đó. Còn nhân vật nào gợi cho bạn nhớ về cách bạn có thể cư xử trong tình huống tương tự không? Bạn đời của bạn hoặc những người thân yêu khác thì sao? Bạn có thấy họ trong kịch bản không? Bạn có thấy chính mình hoặc người khác trong 2 hoặc 3 nhân vật này? Điều đó không đáng ngạc nhiên vì chúng tôi đã tạo ra họ dựa trên 7 hệ chỉ huy cảm xúc khác biệt được cho là có trong não của mỗi người. 7 hệ chỉ huy cảm xúc cụ thể này được mô tả lần đầu tiên bởi nhà thần kinh học Rapachev
nhà nghiên cứu tại Đại học bang Bowling Green. Chúng tôi đã gán cho chúng những danh hiệu như chỉ huy trưởng, người theo chủ nghĩa nhục dục, v.v. để giúp mọi người hiểu cách thức hoạt động của từng hệ chỉ huy cảm xúc. Mỗi hệ chỉ huy cảm xúc điều phối các phản ứng cảm xúc, hành vi và thể chất cần thiết cho các chức năng nhất định liên quan đến sự sống còn, như nghỉ ngơi, sinh sản, tự vệ, v.v. Theo lý thuyết này, mọi người khác nhau về mức độ họ muốn kích hoạt các hệ chỉ huy cảm xúc. Xác định mức độ kích hoạt tối ưu của riêng bạn là rất quan trọng để có được cảm giác hạnh phúc. Đầu tiên, nó có thể giúp bạn tìm ra những việc mà bạn cảm thấy thoải mái nhất và có khả năng thành công nhất. Thứ hai, nó có thể giúp bạn hiểu mức độ thoải mái của mình khác với những người khác ra sao. Đây là một nhân tố quan trọng khi bạn khởi xướng kết nối. Chính xác, những hệ chỉ huy cảm xúc này là gì? Hãy tưởng tượng hệ thần kinh của bạn như một đường sắt và cảm xúc của bạn như những chuyến tàu. Các hệ chỉ huy cảm xúc là các đường ray mà cảm xúc của bạn chạy trên đó. Chúng đưa cảm xúc của bạn theo nhiều hướng khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu mà bạn cần để thực hiện khám phá môi trường xung quanh, tìm kiếm tình dục, kết bạn, v.v. Trong thực tế, các hệ chỉ huy cảm xúc là các mạng neuron điều phối các tín hiệu điện hóa trong não. Qua việc sử dụng nhiều phương pháp thí nghiệm, các nhà khoa học đã chứng minh sự tồn tại của ít nhất 7 hệ thống riêng biệt. Những con đường này truyền thông điệp từ tế bào thần kinh này đến tế bào tiếp theo, cho đến khi các bộ phận cơ thể khác nhau đều nhận được thông tin chúng cần để thực hiện dịch vụ mong muốn. Khả năng của bạn trong việc điều chỉnh mức độ kích hoạt mà mỗi hệ chỉ huy cảm xúc nhận được có thể ảnh hưởng đến từng khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn cũng như trong một thời gian dài. Việc cảm thấy không hòa nhập với lối sống hiện tại hoặc với những người xung quanh có thể khiến bạn rơi vào tâm trạng tồi tệ. Trong thời gian dài, nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tính cách của bạn. Những người có hệ chỉ huy cảm xúc thường xuyên bị kích hoạt quá mức hoặc kích hoạt ít có thể phát triển các đặc điểm tính cách như bi quan, cáu kỉnh, dễ xúc động, hiếu chiến, u sầu. Những tính cách tiêu cực như vậy có thể ảnh hưởng đến phong cách khởi xướng kết nối tình cảm của một người, làm trầm trọng thêm căng thẳng cảm xúc của người đó. 7 hệ chỉ huy cảm xúc và cách chúng ảnh hưởng đến chúng ta. Bạn Sepp là người đầu tiên xác định các hệ chỉ huy cảm xúc này. Ông cho rằng có thể có hơn 7 hệ chỉ huy cảm xúc, nhưng đây là những hệ chỉ huy cảm xúc mà ông đã tìm thấy cho đến nay bằng cách tìm kiếm các tài liệu khoa học về bằng chứng giải phẫu và sinh lý học chứng minh sự tồn tại của chúng trong bộ não của tất cả các loài động vật có vú. Điều này có nghĩa là chúng ta được sinh ra đã có sẵn các hệ chỉ huy cảm xúc này. Các hệ chỉ huy cảm xúc phản ứng vô điều kiện với các tình huống trong môi trường của chúng ta, có ảnh hưởng đến khả năng sống sót và phát triển của chúng ta. Hệ chỉ huy trưởng. Đây là hệ chỉ huy cảm xúc trong não của mỗi người, điều phối các chức năng liên quan đến sự thống trị, kiểm soát và quyền lực. Bạn có thể kích hoạt hệ thống này khi cần thoát khỏi những giới hạn, chịu trách nhiệm từ một tình huống hoặc bắt buộc hành động. Bạn có thể kêu gọi hệ chỉ huy trưởng bên trong khi cảm thấy bị đe dọa về thể chất, khi bạn nghĩ rằng mình đang bị đối xử bất công hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy bị ngăn cản và không đạt được mục tiêu. Khi hệ chỉ huy trưởng của bạn ở mức tối ưu, bạn cảm thấy tự tin về những thách thức gặp phải bởi vì bạn không ngại khẳng định bản thân để có được thứ mình cần. Khi hệ chỉ huy trưởng của bạn bị kích hoạt quá mức, bạn có thể bị đẩy vào trạng thái tức tối, giận dữ, hung hăng, thậm chí là có hành vi bạo lực để có được những gì bạn muốn. Khi hệ thống này bị kích hoạt thiếu, bạn có thể cảm thấy bất lực, thất vọng và thụ động quá mức, đặc biệt là khi đối mặt với những trở ngại, bất công hoặc tấn công cá nhân. Hệ chỉ huy khám phá. Tìm kiếm, học hỏi và thỏa mãn trí tò mò của một người là các chức năng của hệ chỉ huy cảm xúc này. Hệ chỉ huy khám phá phát huy tác dụng cho dù chúng ta đang tìm kiếm thông tin về một bài báo kinh doanh, nguyên liệu cho loại nước sốt đặc biệt hay một cuộc hẹn hò vào tối thứ bảy. Nó có thể liên quan đến hành vi như đặt câu hỏi, săn bắn, tìm kiếm thức ăn, phân loại, xử lý, lập kế hoạch, học hỏi và thiết lập mục tiêu. Khi hệ chỉ huy khám phá của bạn được kích hoạt một cách tối ưu, bạn có cảm giác kỳ vọng cao, phấn khích, thú vị hoặc sự quan tâm mãnh liệt. Bạn hào hứng và có cảm giác làm chủ khi tiến gần hơn đến mục tiêu mong muốn của mình. Khi hệ chỉ huy khám phá của bạn được kích hoạt quá mức, bạn có thể cảm thấy bắt buộc phải tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục lao về phía trước ngay cả khi kiệt sức. Trong các tình huống cực đoan, một hệ chỉ huy khám phá được kích hoạt quá mức có thể được chẩn đoán là hành vi tăng động hoặc tâm thần phân liệt. Khi hệ chỉ huy khám phá bị kích hoạt ít, bạn có thể cảm thấy buồn chán và bồn chồn, dẫn đến cáu kỉnh, lo lắng hoặc trầm cảm. Hệ chỉ huy tình dục. Trong tất cả 7 hệ chỉ huy tình cảm, hệ chỉ huy tình dục điều phối các chức năng liên quan đến thỏa mãn tình dục và sinh sản. Đây là hệ chỉ huy cảm xúc có vẻ quen thuộc nhất. Mọi người thường mô tả cảm xúc tình dục là những phản ứng tự động. Khi được kích hoạt một cách tối ưu, hệ chỉ huy tình dục khiến một người cảm thấy tràn đầy năng lượng và thỏa mãn.
khi hệ chỉ huy tình dục được kích hoạt quá mức, một người có thể cảm thấy khao khát tình dục dẫn đến hành vi không phù hợp như ép buộc một đối tác không tự nguyện. Họ có thể gặp rủi ro tình dục đe dọa đến sức khỏe của họ, chẳng hạn như quan hệ tình dục không an toàn với người lạ. Khi hệ chỉ huy tình dục được kích hoạt ít, một người có thể cảm thấy lãnh cảm với tình dục, gây ra các vấn đề trong hôn nhân hoặc mối quan hệ yêu đương của họ. Họ cũng có thể cảm thấy mọi ham muốn tình dục bị dập tắt, dẫn đến buồn bã và trầm cảm. Hệ chỉ huy năng lượng. Hệ chỉ huy cảm xúc này chịu trách nhiệm đảm bảo cho cơ thể được nghỉ ngơi và quan tâm đến nhu cầu cần thiết của cơ thể để khỏe mạnh. Khi bạn làm việc hoặc chơi quá lâu, hệ chỉ huy năng lượng sẽ gửi tín hiệu rằng cơ thể của bạn đã đến lúc dừng lại và nạp năng lượng. Tín hiệu nhẹ có thể bao gồm cảm giác mệt mỏi hoặc khó chịu. Ngoài ra, hệ chỉ huy năng lượng cho chúng ta biết khi nào cơ thể đói, khát, nóng, lạnh, mệt mỏi hoặc khó chịu trong người. Hệ chỉ huy năng lượng hoạt động ở mức tối ưu khi chúng ta thoải mái về thể chất và tinh thần mà không có nhiều căng thẳng và gắng sức. Khi hệ chỉ huy năng lượng được kích hoạt quá mức, chúng ta có thể bị ám ảnh bởi các vấn đề như mệt mỏi, căng thẳng, chế độ ăn uống, tập thể dục hoặc kiểm soát cân nặng. Trong những trường hợp cực đoan, những nỗi ám ảnh như vậy trở thành trung tâm cuộc sống của mọi người, dẫn đến các vấn đề như mất ngủ hoặc rối loạn ăn uống. Khi hệ chỉ huy năng lượng được kích hoạt ít, chúng ta có thể chú ý quá ít đến các vấn đề nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng và thoải mái về thể chất. Chúng ta có thể coi nhẹ các dấu hiệu kiệt sức và tiếp tục đi ngay cả khi cơ thể chúng ta báo hiệu rằng đã đến lúc phải dừng lại. Hệ chỉ huy pha trò. Hệ chỉ huy cảm xúc này điều phối những chức năng quan trọng nhưng thường bị nhiều người đánh giá thấp như vui chơi, giải trí và những trò tiêu khiển. Hệ chỉ huy pha trò đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong thời thơ ấu. Trẻ em học được rất nhiều thông qua chơi, những cách dàn xếp các cơ cấu xã hội phức tạp, cách điều chỉnh cảm xúc khi cực kỳ phấn khích. Nhu cầu về những bài học như vậy không biến mất theo độ tuổi. Đó là lý do tại sao hệ chỉ huy pha trò tiếp tục là một phần thiết yếu trong hành trình của chúng ta khi trưởng thành. Khi hệ chỉ huy pha trò được kích hoạt ở mức lý tưởng, bạn có thể có một cảm giác thoải mái, cảm giác pha trộn sự thanh thản và niềm vui. Tuy nhiên, hệ pha trò có thể bị kích hoạt quá mức. Hãy nghĩ về những đứa trẻ la lối om sòm và bạn phải tách chúng ra để ổn định. Giống như người có hệ chỉ huy khám phá bị kích hoạt quá mức, người có hệ chỉ huy pha trò bị kích hoạt quá mức có thể được coi là tăng động. Khi hệ chỉ huy pha trò được kích hoạt ít, bạn có thể cảm thấy bị ức chế, thờ ơ hoặc buồn chán. Nghiêm trọng hơn, bạn có thể bị trầm cảm mãn tính. Hệ chỉ huy cảnh giác. Không khó hiểu khi cách thức hệ chỉ huy cảm xúc này liên quan đến sự sống còn. Hệ chỉ huy cảnh giác điều phối các chức năng trong cơ thể và tâm trí liên quan đến lo lắng, sợ hãi, cảnh giác và phòng thủ. Hệ chỉ huy này có thể khiến bạn tỉnh giấc vào ban đêm và băn khoăn tự hỏi, lần cuối bạn thay pin trong thiết bị báo khói là khi nào? Khi được kích hoạt tối ưu, hệ chỉ huy cảnh giác giúp bạn điều chỉnh nỗi sợ bằng cách tránh nguy hiểm. Điều đó đơn giản, có nghĩa là bạn có động lực để thực hiện các biện pháp phòng vệ đúng đắn. Trong các trường hợp cực đoan, một hệ chỉ huy cảnh giác được kích hoạt quá mức có thể biểu hiện dưới dạng hoang tưởng, ám ảnh hoặc rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Khi hệ chỉ huy cảnh giác được kích hoạt ít, một người có thể không đủ thận trọng để giữ an toàn cho mình. Hệ chỉ huy xây dựng mối quan hệ. Hệ chỉ huy cảm xúc này kêu gọi trong tâm trí tất cả các hành vi nuôi dưỡng, liên kết và gắn kết các cảm xúc, đồng thời phối hợp với các chức năng liên quan đến sự liên kết và gắn bó, thường có trong các mối quan hệ vững chắc giữa cha mẹ và con cái. Trong một tình huống lý tưởng, việc kích hoạt hệ chỉ huy xây dựng mối quan hệ giúp bạn cảm thấy được yêu thương và được cần đến. Nó mang lại những mối quan hệ có vai trò như một nguồn an ủi và hỗ trợ trong cuộc sống của bạn. Nó mang đến cho bạn cảm giác thân thuộc. Điều gì xảy ra khi hệ chỉ huy xây dựng mối quan hệ được kích hoạt quá mức? Mọi người có thể có vấn đề trong việc thiết lập ranh giới cá nhân trong các mối quan hệ của họ. Những người có hệ chỉ huy xây dựng mối quan hệ được kích hoạt quá mức có thể cảm thấy hoảng loạn khi nghĩ đến sự chia cắt. Đáng buồn thay, các mối quan hệ như vậy thường sụp đổ trong khó chịu, oán giận và đau đớn dày vò. Một hệ chỉ huy xây dựng mối quan hệ được kích hoạt quá ít có thể là kết quả của sự cô lập và cô đơn, dẫn đến cảm giác buồn bã và lo lắng. Nghiêm trọng hơn, một người trong tình huống này có thể bị trầm cảm và tuyệt vọng mãn tính. Các hệ chỉ huy cảm xúc thường hành động cùng nhau. Mặc dù chúng tôi đã mô tả các hệ chỉ huy cảm xúc hoạt động riêng rẽ ra sao, bộ não cũng có thể kích hoạt hai hoặc nhiều trong số chúng để phục vụ một nhu cầu cụ thể. Chẳng hạn, một người mẹ mắng một kẻ bắt nạt đe dọa con mình đang kích hoạt hệ thống chỉ huy xây dựng mối quan hệ và hệ chỉ huy trưởng cùng một lúc. Hệ chỉ huy xây dựng mối quan hệ làm trung gian cho tình yêu của cô với đứa con của mình, trong khi hệ chỉ huy trưởng điều phối năng lượng của cô để tấn công kẻ bắt nạt con mình.
điều gì quyết định cách bạn sử dụng các hệ chỉ huy cảm xúc của mình? Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc bạn cảm thấy thoải mái ra sao khi các hệ chỉ huy cảm xúc của bạn hoạt động ở các mức độ khác nhau. Một số trong những yếu tố này là có sẵn từ trước. Nói cách khác, chúng ta được sinh ra có sẵn các yếu tố này. Các yếu tố khác là kết quả kinh nghiệm của chúng ta. Chấp nhận bản thân và người khác. Bộ não của chúng ta được liên kết theo nhiều cách khác nhau và mang tính cá nhân hóa cao, cho phép chúng ta cảm thông và khoan dung hơn đối với bản thân và người khác. Nó giúp chúng ta xây dựng các mối quan hệ tốt hơn thông qua sự hiểu biết và chấp nhận sự khác biệt của chúng ta. Đón nhận sự khác biệt và dung hòa chúng. Dù chúng ta có thích hay không, cuộc sống vẫn để dẫy những khác biệt để chúng ta có thể đón nhận hoặc than khóc với chúng. Mâu thuẫn có thể phát sinh từ các mức độ thoải mái tương phản của chúng ta trong bất kỳ hệ chỉ huy cảm xúc nào trong số 7 hệ chỉ huy cảm xúc. Chương 5. Bước 3. Kiểm tra di sản cảm xúc của bạn. Trong chương này, bạn sẽ đọc về một số khía cạnh về di sản cảm xúc của bạn, đánh giá cách chúng ảnh hưởng đến các mối quan hệ hiện tại. Những yếu tố này bao gồm lịch sử cảm xúc, những bài học bạn học về cảm xúc khi còn nhỏ. Bạn cũng sẽ nhìn vào triết lý cảm xúc của gia đình bạn hoặc những gì gia đình bạn cảm nhận và tin tưởng về việc thể hiện cảm xúc. Và cuối cùng, bạn sẽ khám phá ra những tổn thương lâu dài của mình. Đó có thể là các sự kiện hoặc mối quan hệ đau đớn đến mức chúng tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ tới bạn cho đến hết cuộc đời. Di sản cảm xúc có tác động mạnh mẽ đến khả năng kết nối cảm xúc của bạn. Nó ảnh hưởng đến nhận thức của bạn về cảm xúc của chính bạn, cách bạn thể hiện cảm xúc và cách bạn khởi xướng kết nối. Nó cũng ảnh hưởng đến khả năng nhìn nhận, giải thích và phản hồi các khởi xướng kết nối của người khác. Trải nghiệm của chúng ta cho chúng ta biết điều gì? Mặc dù việc khám phá di sản cảm xúc của bạn có thể hữu ích, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong thực tế, hầu hết mọi người thấy có chút khó chịu, một số người thấy hết sức khó chịu. Những người cố gắng tránh suy nghĩ về quá khứ hoàn toàn bởi vì họ không thấy lợi ích gì. Tại sao phải khuấy động kỷ niệm mà bạn chỉ muốn quên ngay? Tại sao phải phơi bày bản thân trước tất cả những vấn đề chưa được giải quyết, nhất là khi chúng liên quan đến cha mẹ, anh chị em, bạn bè cũ? Họ chính là người mà sẽ chia sẻ mỗi kỳ nghỉ lớn với bạn trong phần còn lại của cuộc đời. Có nhiều lý do chính đáng để nhìn lại quá khứ. Trên thực tế, khi các nhà khoa học tìm hiểu thêm về cách thức não xử lý cảm xúc và lưu trữ trí nhớ cảm xúc, rõ ràng là cảm xúc của ngày hôm qua ảnh hưởng đến khả năng tạo và duy trì kết nối cảm xúc của chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta muốn có những mối quan hệ có ý nghĩa hơn trong tương lai, thì chúng ta nên có một cái nhìn sâu sắc về quá khứ. Trên thực tế, việc nhìn lại một cách thấu suốt cuối cùng có thể giúp bạn xây dựng các kết nối tốt hơn với chính những người quây quần xung quanh bàn tiệc nhân dịp lễ đó. Để hiểu được quá khứ của bạn ảnh hưởng đến các mối quan hệ hiện tại ra sao, chúng ta cần hiểu được mối quan hệ giữa các vấn đề về di sản cảm xúc và các hệ chỉ huy cảm xúc của não bộ đã thảo luận trong chương 4. Hiểu được cảm xúc của ngày hôm qua ảnh hưởng tới kinh nghiệm của ngày hôm nay ra sao có thể tạo ra sự khác biệt để hình thành mối liên kết mạnh mẽ, lành mạnh với người khác. Bạn có thể đạt được những nhận thức mới về việc cấu thành đời sống tình cảm của chính mình cũng như đời sống tình cảm của người khác. Điều này sẽ khiến bạn ý thức hơn về các bộ lọc trải nghiệm trong quá khứ, mà qua đó bạn nhìn thấy sự tồn tại hiện tại của mình. Và khi bạn hoàn toàn hiểu về bộ lọc của riêng mình, bạn có thể đọc và làm sáng tỏ các khởi xướng kết nối cảm xúc của người khác chính xác hơn. Bạn cũng có thể sẽ phản hồi các khởi xướng kết nối cảm xúc dựa trên việc bạn là ai ngày hôm nay. Vấn đề triết lý về cảm xúc của gia đình bạn. Khi chúng ta gặp rắc rối về kết nối cảm xúc, vấn đề trở nên khó khăn hơn vì không thể thể hiện cảm xúc rõ ràng. Đôi khi, nó có liên quan nhiều hơn đến niềm tin và cảm xúc của chúng ta làm nền tảng cho cảm xúc. Ví dụ, chúng ta có thể tin rằng không phù hợp để thể hiện nỗi buồn, hoặc chúng ta có thể cảm thấy thật sai lầm khi cho người khác biết rằng chúng ta đang tức giận. Mỗi gia đình có văn hóa riêng và triết lý cảm xúc riêng. Nghĩ lại, bạn có thể mô tả triết lý của cảm xúc trong ngôi nhà nơi bạn lớn lên không? Có phải gia đình bạn thường tin rằng điều quan trọng là mọi người phải hiểu cảm xúc của chính họ và bày tỏ với người khác? Hay họ tin rằng tốt hơn là các thành viên trong gia đình nên giữ cảm xúc trong lòng? Khi mọi người trong gia đình bạn vô cùng hạnh phúc về điều gì đó, họ có được phép bày tỏ niềm vui không? Hay họ phải kiểm soát nó? Trả lời các câu hỏi như thế có thể giúp bạn hiểu và hoàn thiện triết lý cảm xúc cá nhân của riêng bạn. Bạn có thể khám phá ra rằng triết lý cảm xúc của bạn khá giống với triết lý cảm xúc của gia đình bạn, hoặc bạn có thể nhận ra rằng bạn đã rời rạc triết lý cảm xúc của gia đình bạn, càng xa càng tốt. Dù bằng cách nào, việc nhận thức rõ hơn về niềm tin và cảm xúc làm nền tảng cho hành vi của bạn
là một bước quan trọng để tạo ra những thay đổi tích cực và cải thiện quy trình khởi xướng kết nối của bạn. Triết lý nào tốt nhất? Trong hai nghiên cứu 10 năm của chúng tôi với hơn 100 gia đình, câu trả lời rất rõ ràng. Các gia đình tạo ra môi trường huấn luyện, cảm xúc tốt hơn nhiều so với các gia đình gạt bỏ, không tán thành hoặc có thái độ tự do thể hiện cảm xúc. Những cặp đôi chấp nhận, tôn trọng và đề cao cảm nhận của nhau sẽ ít có khả năng ly hôn hơn. Con cái của họ cũng có xu hướng làm tốt hơn theo thời gian, bởi những gia đình huấn luyện cảm xúc này tạo ra môi trường giúp trẻ điều chỉnh cảm xúc. Trẻ có thể tập trung tốt hơn những đứa trẻ khác trong các nhóm khác. Những đứa trẻ được điểm cao hơn ở trường có ít vấn đề về hành vi hơn và sẽ hòa hợp hơn với các đồng nghiệp. Trí tuệ cảm xúc đối với tách rời cảm xúc và phủ nhận cảm xúc. Thật có để thành thực và cảm thấy gần gũi với mọi người, nếu bạn cảm thấy bạn phải luôn luôn vui vẻ và tươi cười hướng về phía trước. Cuộc sống tràn ngập những cơ hội để cảm thấy thanh thản, hài lòng, vui vẻ, thậm chí vui sướng. Nhưng nó cũng chứa đầy sự cáu kỉnh, giận dữ, khiếp sợ và tuyệt vọng. Việc khám phá các hệ chỉ huy cảm xúc của não bộ cho chúng ta thấy, những cảm xúc như vậy được ghi vào mã di truyền của chúng ta. Chúng là một phần của những gì có nghĩa là con người. Từ chối sự tồn tại của những cảm xúc khó khăn nghĩa là chúng ta chỉ sống một nửa cuộc đời. Nhưng đây là điều tồi tệ nhất của nó. Khi bạn luôn cố gắng giữ tình cảm tách rời, bạn sẽ dựng lên một chướng ngại vật giữa mình và những người khác cùng chung cảnh ngộ. Trừ khi bạn biết và hiểu cảm xúc của chính mình, bạn không thể biết và hiểu những gì người khác đang cảm nhận. Và trừ khi bạn có thể đưa ra bằng chứng rằng bạn thực sự hiểu, bạn sẽ không thể gắn kết tình cảm với người khác. Hiểu về những tổn thương tinh thần lâu dài. Khi chúng ta cởi mở để cảm nhận và thể hiện cảm xúc của mình, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về các tổn thương lâu dài của mỗi người trong chúng ta sau khi trải qua các sự kiện và mối quan hệ đau đớn. Chúng có tác động tiêu cực mạnh mẽ đến cuộc sống của chúng ta đến mức không thể lay chuyển sức ảnh hưởng của chúng. Thông thường, những yếu tố này là sự cố mất mát, phản bội, lạm dụng hoặc chấn thương. Cho dù bạn có trải qua những sự kiện kịch tính như thế này hay không, di sản cảm xúc của bạn cũng có thể bao gồm một số tổn thương lâu dài. Thật vậy, tôi tin rằng mỗi chúng ta đã chịu đựng một số nỗi đau tâm lý và chúng ta làm hết sức mình để sống sót, để chữa lành và bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương một lần nữa. Tất cả những tổn thương và nỗ lực chữa lành này ảnh hưởng đến cách chúng ta liên hệ với những người khác. Thậm chí đôi khi, chúng ta có thể trở nên hơi phi lý, nhất là khi hành động của người khác vô tình chà đạp lên những phần nhạy cảm trong tâm hồn của chúng ta. Và ngay cả khi chúng ta cảm thấy mình đã chiến thắng những tổn thương trong quá khứ, những sự kiện đau đớn này và những nỗ lực chữa lành và bảo vệ chính chúng ta đã là một phần hình thành nên chúng ta. Bởi vì những trải nghiệm đau đớn như vậy có thể làm giảm niềm tin của chúng ta vào bản thân và người khác. Chúng dẫn đến các tổn thương lâu dài thường xuất hiện khi chúng ta cố gắng hình thành các mối quan hệ mới lành mạnh. Thông thường, những tổn thương này xuất hiện xung quanh các vấn đề như sự hòa nhập, cảm xúc và sự kiểm soát. Do đó, khi chúng ta không hiểu các sự kiện đau đớn từ quá khứ đã giúp hình thành chúng ta như thế nào, và khi chúng ta không thể nói về sự hình thành này với những người chúng ta gần gũi, chúng ta có thể liên tục phải đối mặt với những vấn đề dường như không thể giải quyết được. Khi chúng ta chia sẻ các tổn thương lâu dài của mình với những người mà chúng ta tin tưởng, chúng ta thành thật với bản thân mình. Và chúng ta có thể sử dụng kiến thức được chia sẻ này để khởi xướng các kết nối cảm xúc, giúp củng cố các mối quan hệ. Khi bạn hiểu các tổn thương lâu dài của chính mình và sẵn sàng nói về chúng với những người bạn tin tưởng, bạn đang ở một vị trí thích hợp để hình thành các mối quan hệ sâu sắc và vững chắc. Một yếu tố cần thiết khác là bạn sẵn sàng lắng nghe một cách cởi mở khi một người bạn hoặc người thân kể cho bạn nghe những câu chuyện về thời kỳ khó khăn mà họ phải chịu đựng. Những sự kiện là phần khó quên nhất trong di sản cảm xúc của họ. Khi được tôn trọng, những cuộc trò chuyện như vậy là nền tảng của kết nối cảm xúc sâu sắc. Nhìn về tương lai, bạn cần một trái tim dũng cảm để nhìn lại thấu suốt những tổn thương trong quá khứ, triết lý cảm xúc của gia đình bạn và lịch sử cảm xúc của bạn. Nhưng việc làm như vậy với một ý định rõ ràng là cải thiện các mối quan hệ hiện tại và tương lai của bạn là rất cần thiết. Hiểu rõ về quá khứ cho phép bạn tách biệt các vấn đề của ngày hôm qua khỏi thực tế của ngày hôm nay. Nó cho phép bạn hiện diện nhiều hơn vào các mối quan hệ hiện tại của bạn. Việc hiện diện và nhận thức đầy đủ là rất quan trọng để cải thiện quy trình khởi xướng kết nối cảm xúc của bạn. Chương 6. Bước 4. Mài giũa kỹ năng giao tiếp cảm xúc của bạn. Mọi người thường bắt đầu việc xây dựng các kỹ năng kết nối cảm xúc rất sớm ngay từ khi còn nhỏ. Từ nụ cười đầu tiên cho đến buổi hẹn hò đầu tiên. Tuổi thơ chính là một sân huấn luyện lớn để học cách phát hiện, truyền đạt và đáp ứng các cảm xúc. Nhưng quá trình học tập đó không ngừng lại khi chúng ta lớn lên.
nhiều người tiếp tục phát triển kỹ năng giao tiếp cảm xúc rất tốt cho đến tuổi trưởng thành. Nỗ lực rèn luyện suốt cả một quá trình dài đó mang lại cho các kỹ năng tạo dựng các mối quan hệ phong phú hơn, tâm đầu ý hợp hơn với những người khác. Trong trường này, chúng ta sẽ xem xét các hình thức giao tiếp cảm xúc mà mọi người sử dụng để thể hiện, hiểu và hướng tới để hưởng ứng kết nối cảm xúc của nhau. Chúng bao gồm một loạt các tín hiệu bằng lời và không lời, bao gồm biểu cảm khuôn mặt, cử động, cử chỉ, các động chạm, ngữ điệu của giọng nói, các từ ngữ mô tả, các phép ẩn dụ. Ngoài ra, chúng ta sẽ khám phá một số kỹ năng lắng nghe cơ bản có ích nhằm thúc đẩy giao tiếp cảm xúc tốt hơn. Mục tiêu của tất cả các bài kiểm tra này có hai mặt. Thứ nhất, để nhận thức rõ hơn về cách bạn có thể sử dụng các kênh này với mục đích bày tỏ cảm xúc của chính mình. Thứ hai, để nhận thức rõ hơn về cách những người xung quanh sử dụng chúng nhằm mục đích cuối cùng là cho bạn khả năng nhận ra và đáp ứng cảm xúc của người khác thông qua quá trình kết nối cảm xúc hai chiều. Bạn càng hiểu rõ các yếu tố thuộc giao tiếp cảm xúc bao nhiêu, bạn càng có khả năng khởi xướng và phản hồi các khởi xướng kết nối cảm xúc theo các cách thức có ý nghĩa hơn bấy nhiêu. Thông qua nét mặt, ngữ điệu giọng nói, cử chỉ, cách lựa chọn từ ngữ, v.v. chúng ta liên tục tiết lộ trải nghiệm cảm xúc thực sự của mình cho nhau. Bí quyết là hãy chịu khó quan sát hơn và có ý thức hơn về những tín hiệu này trong hành vi của chính bạn và của những người khác. Khi bạn làm như vậy, bạn có thể sử dụng nhận thức của mình một cách có ý thức để cải thiện quy trình khởi xướng và hình thành các kết nối cảm xúc tốt hơn. Xin lỗi, nhưng cảm xúc của bạn đang bị lộ. Có nhiều lý do khiến mọi người kìm nén cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, giận dữ và sợ hãi. Nhiều người muốn tránh né hoặc phủ nhận những trải nghiệm tiêu cực để giữ khoảng cách với những phiền não. Bằng cách gán một ý nghĩa hay cách giải thích tích cực cho các sự kiện, họ tin rằng sẽ không phải suy nghĩ về những điều khiến họ buồn bã, tức giận hoặc lo sợ. Một số người tin rằng cảm xúc của họ quá đáng sợ hoặc đáng lo ngại đến nỗi không thể diễn tả thành lời, hoặc họ có thể cảm thấy xấu hổ hoặc ngượng ngùng bởi những gì cảm thấy. Vì vậy, họ không muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với người khác. Rất nhiều người không muốn làm người thân hoặc bạn bè nặng lòng vì các vấn đề tình cảm mà họ gặp phải. Họ có thể tin rằng cảm nhận của họ không quan trọng và không đáng để người khác chú ý. Hoặc họ có thể cảm nhận rằng các vấn đề của họ quá phiền muộn đến nỗi có thể làm bận lòng những người khác. Nhận biết cảm xúc, xác định chúng và thể hiện các hiểu biết của bạn. Tất cả đều là những bước quan trọng để xây dựng các kết nối cảm xúc tốt hơn. Và tất cả các kỹ năng đó đều có thể được củng cố, nâng cao thông qua các kỹ năng giao tiếp cảm xúc được mô tả trong một vài trang tiếp theo. Hiểu ý nghĩa các biểu lộ từ nét mặt. Hãy suy nghĩ về những hình ảnh của bạn bè và gia đình mà chúng ta cất giữ trong ví, trên bàn làm việc tại cơ quan hoặc treo trong phòng làm việc nhỏ tại gia đình. Đó có phải là hình bàn tay của những người thân yêu? Hay chúng là chân dung các bàn chân của họ? Chắc hẳn là không rồi. Mọi người đều thích giữ hình ảnh khuôn mặt của người thân, bạn bè hơn tất cả các hình ảnh khác. Hình ảnh khuôn mặt họ chính là những gì mà bạn thích ngắm nhìn. Chính là khuôn mặt của họ nói cho chúng ta biết rất nhiều về những gì một người đang cảm nhận về chúng ta, về bản thân họ, về thế giới xung quanh. Chính vì khuôn mặt là một công cụ quan trọng trong việc khởi xướng và phản hồi các khởi xướng kết nối cảm xúc, nên bạn phải có ý thức rõ ràng về cách bạn biểu cảm khuôn mặt đối với người khác. Một điều quan trọng nữa là học tất cả những gì chúng ta có thể về cách người khác sử dụng khuôn mặt của họ để truyền đạt các cảm xúc. Trong số tất cả các bộ phận của cơ thể, khuôn mặt là bộ phận duy nhất và phù hợp nhất để thực hiện chức năng biểu cảm. Nhiều biểu cảm trên khuôn mặt tiến hóa như một phương thức tồn tại của loài người. Hãy nghĩ về cách mà mọi người nghiến chặt hai hàm răng và thậm chí cởi trần khi họ cực kỳ tức giận hoặc cảm thấy bị đe dọa. Hoặc hãy nghĩ về cách mà hầu hết mọi người nâng mí mắt trên của họ, mở to mắt khi họ cảm thấy ngạc nhiên. Dưới đây là 4 điểm cần lưu ý khi bạn muốn cải thiện khả năng hiểu được cảm xúc thông qua biểu cảm nét mặt. Thứ nhất, làm quen với khuôn mặt của một người ở trạng thái trung lập nhất. Thứ hai, hãy nhớ rằng mọi người thường cảm thấy nhiều hơn một cảm xúc trong cùng một lúc. Thứ ba, đừng đánh đồng các đặc điểm vật lý vĩnh viễn với các biểu hiện cảm xúc thoáng qua. Thứ tư, hãy dành thời gian để xem xét. Hiểu ý nghĩa các động tác và cử chỉ. Mặc dù biểu cảm của nét mặt từng là nơi đầu tiên chúng ta tìm kiếm thông tin cảm xúc, cảm nhận cũng có thể bị tiết lộ thông qua cách mọi người sử dụng các bộ phận khác trên cơ thể. Chẳng hạn, một cú búng tay quay xuống nhanh chóng có thể biểu thị niềm đam mê của người nói. Một cái nhún vai cho thấy kẻ đó đang cảm thấy bối rối hoặc bất lực. Một số nhà khoa học xã hội đã gợi ý rằng, trong khi khuôn mặt có thể tiết lộ cho bạn biết mọi người đang cảm thấy gì, thì chính là cơ thể lại tiết lộ những cảm xúc đó mạnh mẽ như thế nào.
tư thế cũng có thể tiết lộ các cảm xúc. Khoanh tay trước ngực trong một cuộc trò chuyện là một gợi ý cảm xúc phổ biến khác. Cử chỉ có thể nói với các nhà quan sát rằng bạn không hài lòng hoặc phản đối những gì đang diễn ra. Bắt chéo chân hoặc kéo hai đầu gối của bạn sát lại với nhau là cách bạn tăng cường thông điệp rằng bạn đã đóng lại các cơ hội tham gia hoặc bị ảnh hưởng. Một tư thế cởi mở, trong đó bạn ngồi với hai tay thả lỏng, hai chân hơi tách ra và cơ thể nghiêng về phía trước một chút hướng tới đối tác trò chuyện là tín hiệu bạn đưa ra thông điệp có ý nghĩa. Bạn tôn trọng người này và bạn muốn trao cho người đó sự chú ý đầy đủ của bạn. Áp dụng tư thế này là cách bạn thông báo rằng bạn cởi mở, bạn sẵn sàng tương tác. Ngôn ngữ của những cái chạm cũng quan trọng như khoảng cách giữa chúng ta. Các cử chỉ đụng chạm là cầu nối của các khoảng cách đó cũng tiết lộ những chú ý tương tự. Đụng chạm có thể là một công cụ quan trọng trong việc khởi xướng và phản hồi khởi xướng của người khác để kết nối cảm xúc. Nó có thể truyền đạt các kênh cảm xúc tiềm ẩn trong rất nhiều tình huống. Các nghiên cứu chứng minh rằng đụng chạm và được đụng chạm có thể có tác động to lớn đến cảm giác khỏe mạnh và hạnh phúc của mọi người. Mọi người thường thông qua các đụng chạm cơ thể để truyền đạt sự gắn bó của họ với nhau. Các đụng chạm đóng một vai trò mạnh mẽ trong cả hai kiểu mối quan hệ, tán tỉnh, yêu đương và gắn bó lãng mạn. Bằng cách nghiên cứu những người đàn ông và phụ nữ không ràng buộc tại các quán rượu của người độc thân, nhà hàng và các bữa tiệc, một nhà nghiên cứu nhận thấy rằng sự đụng chạm của phụ nữ có thể cực kỳ có ảnh hưởng trong việc thu hút đàn ông. Nghiên cứu cho thấy những sức mạnh ảnh hưởng mà phụ nữ có được từ các đụng chạm vào đàn ông bằng tay, đầu gối, đùi hoặc ngực của họ. Trên thực tế, những tín hiệu tán tỉnh như vậy thể hiện sự quan tâm của một người đàn ông đối với một người phụ nữ nhiều hơn là ngoại hình của một người phụ nữ. Bài học quan trọng cần nhớ là hành vi đụng chạm có sức ảnh hưởng rất lớn. Nó có thể tác động lớn đến người khác theo hướng tiêu cực hoặc tích cực. Khi bạn chạm vào ai đó, điều quan trọng là phải ý thức được thông điệp mà sự đụng chạm của bạn có thể truyền tải. Hành vi đụng chạm có thể củng cố hay làm suy yếu một mối quan hệ. Và nếu người khác chạm vào bạn theo cách mà bạn thấy không rõ ràng hoặc khó hiểu, hãy tự hỏi về nguồn cơn của sự bối rối mà bạn cảm thấy. Hãy nhớ rằng, đụng chạm và được đụng chạm là rất quan trọng đối với cảm giác hạnh phúc và cảm giác được kết nối với người khác. Khi được sử dụng một cách khôn ngoan, nó có thể truyền đạt tình cảm yêu mến, sự quan tâm và tư cách mối quan hệ của bạn với người khác, cũng như thúc đẩy sự phát triển của các mối quan hệ trở nên ấm áp, cởi mở, tin tưởng. Giọng nói tiết lộ những gì? Ngoài những lời chúng ta nói, giọng nói của chúng ta cung cấp cho người nghe vô số thông tin cảm xúc. Biết nhiều hơn về giọng nói có thể giúp bạn thể hiện hiệu quả hơn những gì bạn đang cảm nhận và thu hút được sự quan tâm của người nghe. Bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những tín hiệu cảm xúc trong giọng nói của người khác. Các tín hiệu cảm xúc phổ biến bao gồm những thay đổi về cao độ, tốc độ và âm lượng mà mọi người nói chuyện. Hãy nhớ rằng một âm giọng đơn điệu chậm rãi, đều đều, không thúc đẩy sự quan tâm hứng thú. Nhưng nếu bạn thay đổi cao độ, tốc độ và âm lượng của mình theo cách nhấn mạnh những điểm bạn muốn, bạn sẽ trở thành một diễn giả truyền cảm hứng hơn. Bạn nâng cao hình ảnh đánh giá của mình hơn trong việc kết nối với những người khác ở mức độ tình cảm. Đặt cảm xúc và từ ngữ. Có nhiều lý do hay ho để tập trung vào cảm xúc của bạn, đặt tên cho chúng và sau đó nói về chúng. Đầu tiên, việc gọi tên cảm xúc của bạn đòi hỏi sự tham gia của một phần não bộ kiểm soát các chức năng của logic và ngôn ngữ. Vì vậy, khi bạn xác định cảm xúc của mình và đặt chúng vào lời nói, bạn sẽ có ý thức kiểm soát chúng tốt hơn. Điều này có thể giúp bạn đối phó với những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, tức giận hoặc buồn bã. Thứ hai, đặt tên cảm xúc của bạn và nói về chúng là điều cần thiết để kết nối với người khác. Mọi người xung quanh bạn không thể biết chắc chắn bạn đang cảm thấy gì trừ khi bạn nói với họ. Một quan hệ phát triển khi một người giúp người kia gọi đúng tên cảm xúc của mình. Đối với một số người, việc có thể xác định được cảm xúc và diễn đạt chúng bằng lời nói là khá đơn giản. Những người này thường khá ý thức về những gì họ đang cảm nhận trong từng khoảnh khắc và có vốn từ vựng phong phú để mô tả cảm xúc của họ. Nhưng có những người khác, cả đời gặp khó khăn trong việc hiểu cảm xúc của họ, gọi đúng tên chúng và trò chuyện với chúng. Họ có thể biết họ đang cảm thấy điều gì, nhưng không chắc chắn cảm giác đó là gì. Lối nói ẩn dụ. Cũng như giọng nói, những phép ẩn dụ mà người nói sử dụng cũng cung cấp các gợi mở để khám phá những gì đang diễn ra trong trái tim của mọi người. Chúng ta có thể sử dụng phép ẩn dụ để truyền đạt quan điểm cảm xúc rõ ràng hơn. Chúng ta có thể lắng nghe những ẩn dụ khi mọi người nói về cảm xúc của họ để trải nghiệm những vấn đề theo quan điểm của họ. Vận dụng phép ẩn dụ. Bạn có thể tăng cường giao tiếp cảm xúc của mình chỉ bằng cách lắng nghe và phản hồi lại những ẩn dụ bạn nghe được trong các cuộc trò chuyện, đặc biệt là các cuộc hội thoại về cảm xúc.
Một số phép ẩn dụ có thể khiến bạn phải đặt câu hỏi, gợi ra nhiều thông tin hơn về cảm xúc ẩn giấu sau chúng. Theo cách này, phép ẩn dụ là một khởi xướng cho sự hiểu biết, trong khi câu hỏi của bạn là một cách để hướng tới và hưởng ứng khởi xướng đó với sự quan tâm và lo lắng. Khi bạn nghe thấy một phép ẩn dụ, hãy thử đặt câu hỏi mở nếu bạn có thể, hoặc chỉ phản ánh lại thông tin bạn đang nghe. Làm như vậy có thể giúp đối phương thư giãn và biết rằng bạn chỉ muốn hiểu những gì đang được nói. Chương 7. Bước 5. Khám phá các ý nghĩa được chia sẻ. Khả năng khám phá ý nghĩa được chia sẻ trong cuộc sống của chúng ta sẽ là bước cuối cùng trong việc xây dựng các kết nối tình cảm tốt đẹp hơn. Khả năng này mang đến tính ổn định cho các mối quan hệ với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Khả năng này cũng giúp cho mọi người giải quyết các xung đột và cùng nhau theo đuổi những mục tiêu thực sự quan trọng với họ. Những mục tiêu đó giống như việc nuôi dạy một đứa trẻ khỏe mạnh, xây dựng một doanh nghiệp thành công hay giúp người cao tuổi được ra đi thanh thản ngay tại nhà. Khi cả hai người đều tìm ra ý nghĩa thật sự, họ sẽ sẵn sàng ủng hộ giấc mơ của đối phương, thậm chí khi họ không hề nhận được gì nhiều cho bản thân từ những việc họ đang làm. Tất cả những việc làm này đều góp phần xây dựng một quan hệ tốt đẹp. Làm thế nào để chúng ta có thể đạt được ý nghĩa được chia sẻ trong các mối quan hệ? Cách đầu tiên chính là nhận ra rằng các cuộc tranh cãi thường xuất phát từ chủ nghĩa lý tưởng của mỗi người. Nếu chúng ta có thể khám phá ra các ý tưởng được giấu kín trong các quan điểm của đối phương qua cuộc tranh cãi, chúng ta thường có thể tìm ra ý nghĩa phổ biến. Cách thứ hai để đạt được ý nghĩa được chia sẻ chính là nói cho nhau nghe về các hoài bão và tham vọng của chúng ta, khuyến khích sự hỗ trợ của đối phương đối với các cuộc chinh phục này. Và cuối cùng, chúng ta có thể nhận được ý nghĩa được chia sẻ thông qua việc thực hiện các hoạt động có ý nghĩa để cuốn hút mọi người cùng tham gia xây dựng mối quan hệ tình cảm gắn bó với nhau. Bên trong của mâu thuẫn là những người theo chủ nghĩa duy tâm. Trong nền văn hóa của chúng ta, nhiều người tin rằng xung đột với người khác thể hiện rằng về cơ bản có gì đó bất ổn trong mối quan hệ đó. Kết hôn là một ví dụ điển hình. Một người chồng và một người vợ hay có các cuộc tranh cãi không thể giải thích được. Họ để lộ một phần cảm xúc thoái chí khi cùng đến văn phòng chuyên gia tâm lý trị liệu và nói rằng: "Chúng tôi thật kém cỏi trong việc xử lý tình huống. Chúng tôi không thể tìm ra lý do tại sao chúng tôi vẫn tiếp tục tranh cãi về những chuyện kỳ quặc nào đó." Và chuyên gia tâm lý trị liệu đã nghĩ rằng họ đã đúng, họ thật kém cỏi trong việc xử lý tình huống. Anh ta thật thiếu chín chắn, hay cô ta thật gian manh, anh ta thật độc đoán, cô ấy thật xấu tính. Có điều sai trái nào đó theo kiểu bất bình thường với một hoặc cả hai bọn họ, và chúng ta phải khắc phục điều này. Trở thành một người khám phá ước mơ. Nghiên cứu của tôi cũng cho thấy rằng con người hình thành rất nhiều kết nối cảm xúc tích cực khi họ khích lệ hoài bão và tham vọng của người khác. Tập trung vào ước mơ cũng có thể giúp con người tìm kiếm ý nghĩa được chia sẻ trong một cuộc mâu thuẫn. Ý tưởng ở đây là ít tập trung vào mâu thuẫn mà tập trung nhiều hơn vào những giấc mơ hay mục tiêu làm nền tảng cho quan điểm cố định của mỗi người trong cuộc tranh luận đó. Có một lý do chính đáng để những người trong cuộc xung đột cần cố gắng nhìn nhận quan điểm của người khác theo một khía cạnh tích cực hơn. Tìm hiểu sâu hơn những ước mơ ẩn giấu của nhau sẽ mang đến một tiềm năng thân mật và kết nối cảm xúc to lớn. Bí quyết để phát hiện ra tiềm năng đó là ngừng cố gắng đấu tranh xung đột. Thay vào đó, hãy giải thích ý nghĩa việc bạn đang cố tranh luận. Chia sẻ những câu chuyện như vậy mang lại cho mọi người một giải pháp khác hơn là tranh cãi đơn thuần về những điểm thuận và không thuận của vấn đề. Vì vậy, khi bạn phải đối mặt với một cuộc xung đột, bạn có thể tự hỏi mình, những câu chuyện nào ủng hộ ý tưởng của tôi trong tình cảnh này? Tất cả những cảm xúc mà tôi có thể cảm nhận về vấn đề này là gì? Ước mơ, mục tiêu hay mong muốn của tôi liên quan đến những cảm xúc đó ra sao? Đôi khi, không dễ nhận ra các mong muốn thầm kín. Nếu bạn ở trong một mối quan hệ có những mong muốn bị giấu kín, hai bạn có thể thấy mình có những cuộc cãi vã lặp đi lặp lại, xào đi xáo lại cùng những vấn đề mệt mỏi tương tự mà không bao giờ có thể đạt được một giải pháp thỏa mãn. Bạn có thể thử một loạt các kỹ thuật giải quyết vấn đề, nhưng luôn cảm thấy như thể bạn chỉ đang cố gắng mà không khi đến đâu. Hoặc bạn có thể thương lượng một giải pháp chỉ để thấy rằng bạn không bao giờ tuân thủ thỏa thuận để giải quyết vấn đề đó. Nhưng một khi bạn ngừng cố gắng giải quyết vấn đề và bắt đầu khám phá những ước mơ ẩn giấu bên trong việc tranh cãi, việc giải quyết vấn đề có thể sẽ tiến triển. Chừng nào ước mơ còn bị che giấu, những người xung đột không bao giờ có thể khám phá ý nghĩa thực sự về sự khác biệt của họ. Họ cũng có thể bỏ lỡ cơ hội để kết nối cảm xúc sâu sắc. Chỉ cần một chút lòng can đảm để bắt đầu những vấn đề như vậy. Nhưng một khi mọi người bắt đầu nói chuyện với ước mơ của mình, họ thường khám phá các ý nghĩa của nhau từ lập trường quan điểm của đối phương. Điều này có thể mang lại tính thỏa hiệp và ổn định cho tất cả các loại mối quan hệ.
tin tưởng vào quá trình và sẵn sàng ủng hộ. Chiến lược thảo luận về ước mơ khi đang phải đối đầu với sự mâu thuẫn khá khó khăn với nhiều người. Có lẽ đó là vì chúng ta được dạy để bám sát vào một lĩnh vực hạn hẹp của sự thật khi gặp phải những sự phản đối. Nếu bạn tin rằng có một người chiến thắng và một người thua cuộc trong mọi cuộc xung đột, thì bạn hãy cố gắng đưa ra lập luận của mình một cách khách quan và chính xác nhất có thể. Nếu không, bạn sẽ tự chứng minh là mình sai. Chúng ta thua thiệt rất nhiều theo phương thức tiếp cận hạn hẹp này, cụ thể là khả năng tìm kiếm ý nghĩa được chia sẻ và kết nối cảm xúc. Nhưng một khi chúng ta mở rộng bối cảnh thảo luận của mình để xem xét cả những ước mơ và hy vọng, chúng ta có thể tìm ra điểm hợp nhất của tầm nhìn chung và không gian thỏa hiệp cho các ý nghĩa được chia sẻ với nhau. Hãy nhớ rằng, để nói chuyện về ước mơ cuộc sống của bạn và ý nghĩa của chúng đối với bạn, đòi hỏi một mức độ tin cậy nhất định. Những cuộc thảo luận như vậy có thể đưa ra những vấn đề rất quan trọng và cảm nhận sâu sắc, khiến bạn cảm thấy bị phơi bày hoặc dễ bị tổn thương. Nhưng những đề xuất có độ rủi ro cao như vậy cũng tiềm tàng khả năng thu được lợi nhuận cao. Vì vậy, nếu bạn sẵn sàng nắm lấy cơ hội, hãy nói chuyện với ước mơ của mình. Việc đó có thể chuyển thành khởi xướng kết nối cảm xúc mạnh mẽ hơn với những người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Khám phá các nghi thức bạn chia sẻ và sáng tạo ra các nghi thức mới. Giống như việc chia sẻ ước mơ của bạn có thể dẫn đến các mối quan hệ gần gũi hơn, chia sẻ các nghi thức có thể giúp bạn xây dựng mối liên kết mạnh mẽ hơn. Một nghi thức kết nối cảm xúc cung cấp cấu trúc trong cuộc sống của bạn để đảm bảo rằng những khởi xướng kết nối có thể xảy ra một cách thường xuyên. Một nghi thức kết nối cảm xúc là nơi bạn có thể tin tưởng để có một cuộc trao đổi quan trọng với người mà bạn quan tâm đến. Một bữa ăn tối thường xuyên với gia đình của bạn có thể là một nghi thức kết nối cảm xúc. Tương tự như vậy, nghi thức kết nối đó có thể là một cuộc đi trốn hàng năm của các cặp vợ chồng hoặc chuyến đi nghỉ hâm nóng tình đồng nghiệp của các nhân viên văn phòng. Giống như các thói quen thường lệ, các nghi thức được lặp đi lặp lại nhiều lần, vì vậy chúng trở nên dễ đoán. Mọi người đều biết mình đang mong đợi những gì và mọi người đều biết trách nhiệm của mình trong nghi thức đó. Nhưng có một sự khác biệt quan trọng với các thói quen, đó là nghi thức có ý nghĩa tượng trưng. Tại sao các nghi lễ có nhiều sức mạnh tiềm tàng trong các mối quan hệ của chúng ta? Vì nhiều lý do. Các nghi thức đảm bảo rằng mọi người dành thời gian cho kết nối cảm xúc. Một số nghi thức giúp chúng ta xử lý cảm xúc của mình khi chúng ta trải qua các ngã rẽ cuộc đời. Các nghi thức có thể giúp chúng ta kết nối bất chấp những xung đột của chúng ta. Xem xét các hệ thống chỉ huy cảm xúc. Khi bạn nghĩ về các nghi thức mà bạn muốn thực hiện trong đời, hãy nhớ rằng các loại nghi thức khác nhau có thể thu hút những người khác nhau tùy thuộc vào hệ thống chỉ huy cảm xúc nền tảng của họ. Hệ chỉ huy trưởng có thể ưa chuộng các nghi thức giúp nhóm gần nhau hơn để đạt được một số mục tiêu tập thể. Hệ chỉ huy pha trò có thể thích nghi các nghi thức cung cấp tính giải trí và sự đa dạng. Hệ chỉ huy năng lượng có thể đánh giá cao các bài tập thư giãn theo nghi thức. Hệ chỉ huy cảnh giác thích nghi các nghi thức giúp cả nhóm cảm thấy an toàn. Hệ chỉ huy tình dục thích các hoạt động như massage, trị liệu bằng tinh dầu hoặc các dự án nghệ thuật thực hành. Nếu bạn đang tạo các nghi thức kết nối để sử dụng trong gia đình, nhóm làm việc hoặc vòng tròn kết nối bạn bè của mình, việc xem xét các hệ thống chỉ huy cảm xúc nổi bật trong nhóm và lập kế hoạch phù hợp sẽ giúp ích rất nhiều. Xây dựng và cập nhật các nghi thức theo phương thức hàn gắn. Các nghi thức có khả năng trở thành một lực lượng cực kỳ tích cực trong các mối quan hệ của mọi người, nhưng nó cũng có thể có một sức mạnh tiêu cực, đặc biệt nếu ai đó sử dụng nghi thức để thao túng người khác theo cách không công bằng hoặc gây ra rạn nứt. Để khắc phục hoặc tránh những vấn đề như vậy, tôi thường khuyến khích mọi người xem xét cẩn thận các nghi thức trong cuộc sống của họ và những hoạt động này có ý nghĩa gì với họ. Tôi khuyên họ khám phá những ký ức thời thơ ấu của mình về các nghi lễ xung quanh giờ ăn, ngày lễ. Nếu bạn quyết định muốn thay đổi các nghi thức hiện tại trong cuộc sống của mình, hãy thảo luận trước với những người có liên quan về các thay đổi đó. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của bạn là khám phá ý nghĩa được chia sẻ và kết nối thông qua nghi thức. Tự mình thay đổi mà không cần sự hỗ trợ của người khác sẽ không đạt được mục đích đó. Chương 8. Vận dụng những điều lĩnh hội được vào thực tế. Các nhà tư vấn hôn nhân, các nhà thương thảo về lao động, các giáo viên mầm non đều biết rõ từ lâu rằng hai người chỉ nên tham gia thực hiện một việc gì đó thì sớm hay muộn, giữa họ cũng có mâu thuẫn nảy sinh. Do vậy, cần phải xây dựng kết nối về mặt cảm xúc tốt hơn để không chỉ thay đổi quy luật đó mà còn có thể giúp bạn duy trì các mối quan hệ ổn định và vui vẻ khi bạn khám phá ra cách dung hòa cuộc sống cùng với sự khác biệt đó như thế nào. Xây dựng các kết nối cảm xúc tốt hơn trong hôn nhân. Bước 1. Kết nối với người bạn đời của bạn dựa vào những điểm hấp dẫn của bạn. Nghiên cứu của tôi cho thấy rõ rằng nếu bạn muốn gia tăng chất lượng cho hôn nhân của mình,
bạn nên nỗ lực cải thiện chất lượng các đơn vị kết nối cảm xúc cơ bản. Đó chính là những điểm hấp dẫn. Hãy nhớ lại, cả cặp vợ chồng hạnh phúc tăng cường các điểm hấp dẫn cũng như phản ứng đối với các điểm hấp dẫn của nhau để kết nối cảm xúc có tỷ lệ cao hơn nhiều so với các cặp vợ chồng không hạnh phúc. Họ tạo thói quen liên tục hướng về những nỗ lực kết nối của nhau. Họ tránh quay mặt đi hoặc quay lưng lại với nhau. Thói quen này có một kết quả đáng chú ý. Nó cho phép các cặp vợ chồng biểu lộ sự âu yếm, trìu mến với nhau và duy trì sự quan tâm cùng khiếu hài hước của họ, ngay cả khi họ đang xung đột ý kiến. Bài tập nhỏ, hãy luôn tìm kiếm cơ hội để hướng về phía người bạn đời của mình. Bước 2. Khám phá cách thức hệ thống chỉ huy cảm xúc não bộ ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của bạn. Bởi vì các cặp vợ chồng thường liên quan đến nhau theo nhiều cách thức khác nhau, nên sẽ rất tốt nếu họ tìm thấy sự cân bằng thoải mái trong cả 7 hệ thống chỉ huy cảm xúc được mô tả trong cuốn sách này. Không có một công thức phổ quát nào để thực hiện theo. Mỗi cặp vợ chồng cần tìm sự cân bằng phù hợp nhất với họ trong từng hệ thống. 3 hệ thống chỉ huy cảm xúc đặc biệt quan trọng trong hôn nhân. Thứ nhất, hệ chỉ huy mối quan hệ. Thứ hai, hệ chỉ huy trường. Và thứ ba, hệ chỉ huy tình dục. Hệ chỉ huy xây dựng mối quan hệ có ý nghĩa trong hôn nhân vì nó giúp mọi người điều chỉnh các vấn đề về quyền tự chủ và độc lập. Đó là khu vực được kích hoạt khi các cặp vợ chồng trả lời một số câu hỏi. Chúng ta thân mật hay phụ thuộc lẫn nhau nhiều tới mức nào trong cuộc hôn nhân này? Mỗi chúng ta cần bao nhiêu tự do và tự chủ? Một hệ thống khác thường gây lo ngại trong hôn nhân là hệ chỉ huy trưởng liên quan đến các vấn đề quyền lực và kiểm soát. Khi vấn đề quyền lực trở nên phổ biến, người chồng và người vợ thường vướng vào những câu hỏi sau. Ai sẽ có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc hôn nhân này? Ai trong chúng ta sẽ đi đâu? Lĩnh vực nào thuộc mối quan hệ của chúng ta? Xung đột có thể phát sinh xung quanh các vấn đề như vậy, đặc biệt nếu cả hai vợ chồng đều có hệ chỉ huy trưởng được kích hoạt ở chế độ cao. Nhưng một lần nữa, thừa nhận và chấp nhận sự tương đồng này giúp các cặp vợ chồng tránh được hoặc giải quyết được các vấn đề liên quan đến quyền lực và sự kiểm soát. Hiểu được những điểm tương đồng và khác biệt của bạn trong hệ thống chỉ huy tình dục cũng rất quan trọng đối với một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Các vấn đề thường phát sinh khi một đối tác quan tâm đến tình dục hoặc khoái cảm nhục dục hơn so với người còn lại. Hiểu được cách thức bạn và người bạn đời của bạn sử dụng các hệ thống chỉ huy cảm xúc có thể cải thiện khả năng hấp dẫn, khêu gợi và phản ứng của các bạn với nhau. Bước 3. Kiểm tra xem di sản cảm xúc của bạn ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của bạn với người bạn đời của bạn. Di sản cảm xúc của bạn bao gồm những bài học bạn học được về cảm xúc thời thơ ấu, triết lý cảm xúc của gia đình bạn và những tổn thương lâu dài mà bạn vẫn có thể mang theo bên mình sau những sự kiện đau lòng. Tất cả những điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng kết nối với vợ hoặc chồng của bạn ngày hôm nay. Nhận thức về các khía cạnh như vậy của đối tác và công khai việc đó giữa hai bạn. Điều đó sẽ cung cấp cho bạn một cách thức để nói về những điều này, khiến cho việc tôn vinh và tôn trọng sự khác biệt của bạn trở thành một việc thực tế có thể thực hiện được. Bài tập nhỏ, quá khứ của bạn ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của bạn như thế nào? Bước 4. Mài giũa kỹ năng giao tiếp cảm xúc với bạn đời. Chỉ riêng từ ngữ thôi không thể diễn tả tất cả cảm nhận của chúng ta. Đó là lý do tại sao các cặp vợ chồng cần cân nhắc ngôn từ cho hòa hợp với biểu cảm nét mặt, chuyển động, cử chỉ, giọng nói, v.v. khi giao tiếp với người bạn đời của mình. Bài tập nhỏ, trò chơi giao tiếp cảm xúc trong hôn nhân. Bước 5. Khám phá ý nghĩa được chia sẻ trong hôn nhân. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các cặp vợ chồng tạo dựng được những cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn, ổn định hơn khi họ tìm thấy ý nghĩa chung trong cuộc sống cùng nhau. Làm được như vậy, đòi hỏi bạn phải chú ý đến ước mơ và tầm nhìn của nhau cùng hướng đến việc xây dựng cuộc hôn nhân của bạn và truyền đạt các giá trị của bạn về những vấn đề này với nhau. Những nghi thức thu hút chồng và vợ về mặt tình cảm cũng có thể giúp ích cho bạn. Bài tập nhỏ, hôn nhân có ý nghĩa gì với bạn? Các nghi thức kết nối trong hôn nhân. Các nghi thức thường được lặp lại, đó là các sự kiện có thể dự đoán được và mang ý nghĩa tượng trưng. Các nghi thức có thể rất đơn giản, chẳng hạn như một nụ hôn lên má khi bạn vội vã đi làm, hoặc phức tạp hơn có thể là một đám cưới. Khi các nghi thức kết nối tình cảm trong hôn nhân được thực hiện tốt, chúng sẽ giúp các cặp vợ chồng trở nên hạnh phúc, gắn bó với nhau hơn để cùng chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi. Dưới đây là một số gợi ý về các nghi thức có liên quan đến các mối quan hệ trong gia đình, mà cụ thể là mối quan hệ hôn nhân. Nghi thức vào buổi sáng. Để giảm căng thẳng vào buổi sáng, hãy chuẩn bị từ đêm trước khẩu phần bữa trưa, quần áo, túi sách. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho những việc làm ngọt ngào dành cho người bạn đời, như rót cho vợ hoặc chồng một tách cà phê hoặc bàn luận về những chủ đề trên báo buổi sáng. Trước khi rời khỏi nhà, trước khi bạn đi làm, hãy dự kiến ít nhất một điều sẽ xảy ra với người bạn đời của bạn vào ngày hôm đó. Lời chào và hành động chia tay trìu mến.
cho một nụ hôn yêu thương trước khi đi hoặc quay lại nhìn nhau một lần nữa. Một nụ hôn lên má cũng được thôi, nhưng một nụ hôn ấm áp và đầy ý nghĩa sẽ tốt hơn rất nhiều. Gọi điện hoặc gửi email. Những cuộc điện thoại ngắn gọn hay phải ghi chú qua mạng xã hội trong ngày sẽ nói lên rằng em luôn ở trong tâm trí anh. Bữa ăn, ngồi xuống bàn và cùng ăn với nhau. Cà phê sau bữa tối. Đây là một hành động đặc biệt tốt với các cặp vợ chồng có con. Sau khi cả gia đình kết thúc bữa ăn và trò chuyện vui vẻ, đứa con có thể chơi tự do, làm bài tập về nhà hoặc xem video. Lúc này, cha mẹ sẽ có một khoảng thời gian để trò chuyện riêng tư với nhau bên ly cà phê hoặc trà. Ăn bên ngoài. Đến một nhà hàng lãng mạn yêu thích có thể là một cách tuyệt vời để đánh dấu một sự kiện đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm hoặc thăng tiến trong công việc. Giờ đi ngủ. Điều gì có thể là biểu tượng của sự tin tưởng và gần gũi hơn là hành động cởi quần áo của bạn, nằm xuống và đắp chung tấm chăn với người khác? Hãy thực hiện hành động này hàng đêm bằng cách chú ý đến mục đích của nó. Hãy cố gắng buông bỏ những căng thẳng trong ngày. Hẹn hò. Hãy ra ngoài và làm điều gì đó thú vị như một cặp đôi đang hẹn hò, không có con cái hoặc người lớn khác xung quanh. Khi một người bạn đời bị ốm, người ta thường cảm thấy dễ bị tổn thương và giống như trẻ con khi họ bị ốm. Cách chăm sóc người bạn đời của mình trong lúc ốm đau như vậy có thể khá quan trọng. Tất nhiên, mỗi người lại muốn được chăm sóc một cách khác nhau. Thực hành ăn mừng sự kiện thành công. Bất kể bạn thể hiện điều này với bóng bay, biểu ngữ, rượu sâm banh, điều quan trọng là phải chúc mừng thành công của người bạn đời. Các hành động chia sẻ những điều xui xẻo, thất bại hoặc sự mệt mỏi. Trong những khoảnh khắc chán nản nhất, cảm giác vô cùng thoải mái sẽ đến khi có dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy người bạn đời luôn bên cạnh bạn. Các cách khởi xướng và từ chối quan hệ tình dục. Một số người tin rằng việc làm tình phải tự nhiên thì mới tạo được cảm xúc. Vì vậy, họ cố gắng tránh mọi nghi thức hay sắp xếp kế hoạch từ trước. Nghỉ lễ. Điều đầu tiên mà hầu hết các cặp đôi thường làm khi chính thức bước vào hôn nhân của mình là gì? Tất nhiên là đi nghỉ tuần trăng mật. Xử lý tài chính. Tiền có thể là nguồn xung đột giữa các cặp vợ chồng. Vì vậy, cả hai cần tìm ra một cách thật lành mạnh để đàm phán các vấn đề như chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư. Việc đàm phán thường xuyên giúp các cặp vợ chồng chia sẻ mục tiêu cuộc sống chung của mình bằng các kế hoạch tài chính hiệu quả. Xin lỗi hoặc điều chỉnh cảm xúc sau cãi vã. Xây dựng kết nối cảm xúc tốt hơn giữa cha mẹ và con cái. Bước 1. Chú ý đến những yêu cầu kết nối giữa bạn và con cái. Để tận dụng tối đa kết nối của bạn với con cái, hãy hiểu rằng trong thời thơ ấu, sự yêu cầu kết nối cảm xúc không phải lúc nào cũng diễn ra. Trẻ em, về bản chất, luôn tìm cách hành xử nhằm thu hút sự chú ý của người lớn. Ngay từ nhỏ, trẻ đã có xu hướng khẳng định sự hiện diện của mình bằng cách gây sự chú ý và chờ đợi người lớn hành động. Nếu trẻ không thể kết nối với cha mẹ thông qua các hành vi tích cực, chúng sẽ tìm sự kết nối bằng cách khác. Dưới đây là một vài điều cần ghi nhớ khi bạn thực hiện điều này. Hãy dành thời gian cho con cái. Trẻ em thường xử lý mặt cảm xúc chậm hơn người lớn. Vì vậy, khi bạn nói chuyện với trẻ về chủ đề này, hãy cho chúng nhiều thời gian để tiếp nhận và suy nghĩ về mọi thứ. Đừng đòi hỏi câu trả lời ngay lập tức. Sẵn sàng đón nhận sự trung thực về mặt cảm xúc. Nêu rõ mục tiêu khi bạn yêu cầu kết nối. Yêu cầu kết nối không dứt khoát có thể không có tác dụng đối với trẻ, gây tổn thương về mặt cảm xúc khi gia đình bỏ lỡ cơ hội kết nối. Sử dụng biểu hiện cảm xúc của con bạn như một cơ hội để gần gũi hoặc chỉ dạy. Khi con bạn mở lòng với bạn bằng biểu hiện sợ hãi, buồn bã hoặc tức giận, hãy cố gắng xác nhận những cảm xúc đó bằng cách nói rằng bạn hiểu tại sao bé lại cảm thấy như vậy. Sau đó, hãy cùng thảo luận với con của bạn để giải quyết vấn đề đã gây ra nỗi buồn bực, tức giận hoặc sợ hãi. Hiểu rằng cảm xúc có thể cực kỳ mãnh liệt đối với trẻ em. Đó là bởi vì trẻ thiếu kinh nghiệm sống để tự hiểu rằng điều này rồi cũng sẽ qua. Thông báo, xác nhận và đặt tên cho cảm xúc của con bạn. Giúp con bạn tìm từ ngữ để diễn tả những gì trẻ đang cảm thấy. Đặt giới hạn cho hành vi sai trái. Như nhà tâm lý học trẻ em Ham Gaynor đã nói rằng mọi cảm xúc đều được chấp nhận nhưng một số hành vi thì không. Bài tập 1. Tìm kiếm những cơ hội để hướng về con bạn. Bài tập 2. Tạo bản đồ tình yêu của con bạn. Bước 2. Khám phá cách thức hệ chỉ huy cảm xúc não bộ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với con cái. Bước 3. Tìm hiểu các di sản cảm xúc của bạn ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của bạn với con cái. Bài tập nhỏ, quá khứ của bạn ảnh hưởng như thế nào đến sự kết nối của bạn với con cái. Bước 4. Trau dồi kỹ năng giao tiếp cảm xúc của bạn với con cái. Bài tập nhỏ,
trò chơi giao tiếp cảm xúc dành cho cha mẹ và con cái. Bước 5. Tìm ý nghĩa chia sẻ trong việc làm cha mẹ. Nuôi con có ý nghĩa gì? Bằng cách khám phá vấn đề này và chia sẻ những hiểu biết của bạn với những người quan trọng trong cuộc sống của con bạn, bạn có thể giúp xây dựng một môi trường xã hội ổn định, tận tâm cho con cái. Khi cha mẹ và người chăm sóc tìm thấy điểm chung xung quanh các vấn đề nuôi dạy trẻ, họ có thể xây dựng mối quan hệ tình cảm mạnh mẽ hơn và ít có khả năng trở thành đối đầu, một điểm cộng rõ ràng đối với trẻ. Bài tập nhỏ, làm cha mẹ có ý nghĩa gì với bạn? Thực hành kết nối với con cái. Thực hành có thể tăng cường kết nối cảm xúc trong bất kỳ mối quan hệ nào, nhưng chúng đặc biệt hữu ích với trẻ em. Chúng là những đối tượng thường phát triển mạnh trong sự thoải mái và an toàn khi biết trước những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hãy nhớ rằng, trẻ em có thể thích chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc tạo ra các hoạt động khi chúng lớn lên. Xây dựng kết nối cảm xúc tốt hơn trong tình bạn. Bước 1. Xem xét yêu cầu kết nối với bạn bè. Bài tập nhỏ, tìm kiếm cơ hội để hướng về bạn bè. Bước 2. Khám phá cách thức tác động của hệ thống chỉ huy cảm xúc đối với tình bạn của bạn. Bước 3. Kiểm tra di sản cảm xúc của bạn ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ với bạn bè. Bài tập nhỏ, quá khứ ảnh hưởng đến tình bạn của bạn như thế nào? Bước 4. Trau dồi kỹ năng giao tiếp cảm xúc với bạn bè của bạn. Bài tập nhỏ, trò chơi giao tiếp cảm xúc của bạn với bạn bè. Bước 5. Tìm ý nghĩa chia sẻ trong tình bạn. Bài tập nhỏ, tình bạn có nghĩa gì với bạn? Xây dựng mối quan hệ tình cảm tốt hơn giữa các anh chị em trong gia đình. Bước 1. Xem xét yêu cầu kết nối của bạn với anh chị em. Bài tập nhỏ, tìm kiếm cơ hội để hướng tới anh chị em. Bước 2. Khám phá các hệ thống chỉ huy cảm xúc ảnh hưởng đến mối quan hệ anh chị em của bạn. Bước 3. Tìm hiểu di sản cảm xúc của bạn ảnh hưởng đến mối quan hệ với anh chị em như thế nào. Bước 4. Trau dồi các kỹ năng của bạn trong giao tiếp cảm xúc với anh chị em. Bước 5. Tìm ý nghĩa chia sẻ với anh chị em. Xây dựng kết nối cảm xúc tốt hơn trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Bước 1. Kết nối với đồng nghiệp dựa trên các điểm cạnh tranh trong hồ sơ sự nghiệp của bạn. Bước 2. Khám phá cách các hệ thống chỉ huy cảm xúc của não ảnh hưởng đến mối quan hệ với đồng nghiệp. Bước 3. Xem xét cách thức mà các di sản cảm xúc của bạn ảnh hưởng đến mối quan hệ với đồng nghiệp. Bước 4. Mài giũa các kỹ năng giao tiếp cảm xúc với đồng nghiệp của bạn. Bước 5. Tìm ý nghĩa được chia sẻ trong công việc của bạn. Một trong những điều tốt nhất khi hướng về khởi xướng kết nối cảm xúc là cách mà các phản hồi tích cực thường dẫn đến nhiều khởi xướng hơn, nhiều sự hướng về nhau hơn. Bất kỳ nỗ lực nhỏ hay tích cực nào cũng có thể khiến trái bóng lăn đúng hướng. Điều này có nghĩa là bạn có thể bắt đầu mọi lúc, mọi nơi để cải thiện các mối quan hệ và cuộc sống của bạn. Đó chính là việc nhận ra tất cả tiềm năng kết nối trong những tương tác nhỏ không đáng kể, một nụ cười ngại ngùng, một lời chào yếu ớt, một lời mời đến cửa hàng tạp hóa. Ngoài ra, hiểu được hệ thống chỉ huy cảm xúc của nhau làm cho việc hình thành các mối quan hệ lành mạnh, mạnh mẽ, thậm chí còn dễ dàng hơn. Khi bạn áp dụng các nguyên tắc bạn đã đọc trong cuốn sách này, tôi khuyến khích bạn hãy luôn quan sát, kiên nhẫn và lạc quan. Nếu bạn tận dụng mọi cơ hội có thể hướng tới các khởi xướng kết nối của những người trong cuộc sống của bạn, phần thưởng của quá trình này sẽ ngày càng rõ ràng hơn và ngày càng dễ dàng đạt được. Thực hành các nguyên tắc khởi xướng và phản hồi đúng lúc, mối liên kết và sự gắn bó sẽ trở thành bản tính thứ hai, một thói quen ăn sâu trong đầu óc. Bạn sẽ có các tích lũy kết nối sâu sắc hơn đối với những người coi trọng điều đó nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, bạn có thể đăng ký mua các đầu sách phát triển cá nhân, kinh doanh và làm giàu tại địa chỉ sachtomtac.vn. Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn có thể mua sách gốc từ nhà xuất bản với giá ưu đãi lên đến 50% từ nhà xuất bản Bizbook khi mua thẻ VIP theo các gói sách ưu đãi ở phần mô tả phía dưới video này. Hoặc bạn có thể gọi ngay hotline 0984871603 để được tư vấn và đăng ký sớm nhất. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công!